Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 10. Một màn này, phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Cái đó vẫn không có xuất thủ Tần gia cao thủ có chút bối rối. Con người lại là phóng đại, tựa như gặp quỷ vậy. Hắn vốn lấy vì mình đồng bạn một chiêu là có thể đem thằng nhóc này đánh ngã. Lại không nghĩ rằng, kết quả vừa vặn ngược lại. Thằng nhóc này một chiêu liền hung ác chém giết một vị tiến vào Hoa Hạ tông sư bảng Tần gia cường giả. Hắn thân thể khẽ run, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại là theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Hắn rất rõ ràng, mình ở trong tay của đối phương, liền sức đánh trả cũng không có à. Ngay tại lúc này, Diệp Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt như lợi kiếm, thẳng bắn ra, nói, đi lên lãnh cái chết. Hắn thanh âm tựa như từ mênh mông trên 9 tầng trời tới. Không thể nghi ngờ, không cho phép phản kháng. Đây là bực nào thô bạo. Giờ khắc này, vậy Tần gia cường giả trong mắt đều là sợ hãi. Hắn còn có thể làm thế nào, căn bản không có nơi lựa chọn, chỉ có thể một bước tiến lên. Làm cách Diệp Thần 1 mét thời điểm, một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Chuẩn bị lãnh cái chết. Tỉnh Chiết Giang Tần gia có quy củ, chỉ cần là người Tần gia, lại không thể quỳ trừ Tần gia ngoài ra người bất kỳ. Nhưng là hắn không để ý tới cái gì. Quỳ, có thể sau này chết, không quỳ, bây giờ hẳn phải chết. Hơn nữa chết rất thảm. Đại nhân, hắn căn bản không dám ngẩng đầu xem Diệp Thần, hắn chỉ biết là, trước mặt là một tôn sát thần. Không có thể đắc tội sát thần à. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Hỏi các người Tần gia ở nơi nào? Người nọ bật thốt lên, Tần gia cách đây bên có chút khoảng cách, ở tỉnh Chiết Giang Nam Tần bên trong Sơn Trang, lên tỉnh Chiết Giang phía Nam vậy cái đường đèo quốc lộ, đi vào trong 500 mét, đã đến. Hắn không biết Diệp Thần phải làm gì, chẳng lẽ tên này chuẩn bị giết tới Tần gia sao? Thiếu gia các người có thể ở Tần gia? Diệp Thần chất vấn. Người nọ lắc đầu liên tục, đại nhân, đoạn này thời gian. Tần gia một mực đang động nhân viên tất cả lực lượng, đi mời một người rời núi, chúng ta mấy ngày trước mới từ núi Nga Mi trở về, không có thu hoạch, mấy ngày nay lại nhận được người kia tin tức, lão gia, mấy vị thiếu gia cùng với một ít Tần gia nhân vật trọng yếu, toàn bộ lên đường đi núi Côn Lôn. Lần này lên đường chừng mấy chục người, đây cũng là hiện lên chúng ta Tần gia thành ý, lão gia đã từng nói, chỉ cần đem người này mời tới Tần gia. Tần gia tất nhiên sẽ thành là tỉnh Chiết Giang thứ nhất võ đạo gia tộc, thậm chí có thể không sợ kinh thành một ít gia tộc. Diệp Thần con ngươi híp lại. Tần gia lại có thể đi núi Côn Lôn. Chẳng lẽ bọn họ mời người đến từ Côn Lôn hư? Hắn đối với núi Côn Lôn biết rõ, vượt xa hết thảy người. Lấy Tần gia nội tình, căn bản không có thể có tư cách bước vào Côn Lôn hư. Có khả năng nhất là núi Côn Lôn lên cường giả, cố nhiên không phải Côn Lôn hư. Vậy cũng rất nguy hiểm. Bởi vì núi Côn Lôn lên, cũng có một ít người tu luyện. Những người này bởi vì là các loại nguyên nhân bị trục xuất Côn Lôn hư, thực lực thông trời, thậm chí có thể vượt qua mình. Bất quá những người này tính cách lãnh ngạo, không màng danh lợi. Trừ phi Tần gia ném ra đủ mê người điều kiện, nếu không những người này căn bản không biết xuống núi. Dưới mắt, hắn đi Nam Tần Sơn Trang cũng vô ích. Giết vậy chẳng qua là một ít người làm mà thôi. Người có biết Tần gia mọi người, lúc nào trở về? Diệp Thần nói. Vậy Tần gia cường giả lắc đầu như trống lắc, đại nhân, ta ở Tần gia địa vị vậy, loại chuyện này làm sao biết, nếu như dựa theo lần trước núi Nga Mi độ tiến triển, ít nhất phải nửa tháng. Chủ yếu còn muốn xem núi Côn Lôn lên vị đại nhân vật kia thái độ gì. Biết, bây giờ, ngươi là tự sát vẫn là ta tự mình động thủ. Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Vậy Tần gia cường giả ngẩn ra, vốn đang lấy là nói ra những chuyện này, đối phương sẽ thả hắn một cái mạng, như vậy đến lúc đó hắn liền có thể thông báo Tần thiếu. Để cho Tần gia phái cường giả hồi tỉnh Chiết Giang chém chết người này. Lại không nghĩ rằng cái này người thanh niên như vậy lòng dạ ác độc, từ vừa mới bắt đầu liền không dự định lưu người sống. Cường đại cầu sinh ý thức từ hắn trong đầu bùng nổ, không do dự nữa. Từ hông ở giữa rút ra một cây dao găm, trực tiếp hướng Diệp Thần ngực đâm tới. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đưa ra một cái tay, trực tiếp nắm dao găm. Chỉ như vậy năm ngón tay nắm dao găm sắc bén nhất địa phương.
nhưng là không có chảy ra một giọt máu. Vậy Tần gia cường giả bị chấn động bối rối. Còn không chờ hắn phản ứng xưa nay, Diệp Thần cánh tay chấn động một cái, người nọ cổ tay trực tiếp chặn, dao găm lại là rơi xuống. Sau đó, Diệp Thần bước chân đạp một cái, chủy thủ kia tựa như ngưng tụ ra một đạo nhọn độ cong, trực tiếp không vào cổ của người nọ. Phốc! Máu tươi bùng nổ, tựa như suối phun. Hoảng sợ trong mắt ngã xuống trong vũng máu. Diệp Thần rời đi vườn hoa, để cho Tiểu Đặng tới xử lý thi thể sự việc, sau đó liền hướng Hạ Nhược Tuyết gian phòng đi. Nhưng là rất nhanh, chân hắn bước dừng lại, bởi vì Hạ Nhược Tuyết xuất hiện ở phòng khách. Mà hắn bên người thì đứng một cái uy nghiêm trung niên nam tử. Hạ Hoàng Nghiệp. Hạ Hoàng Nghiệp nhận được Môn Cương tin tức, tự nhiên thời gian đầu tiên trở về, khi thấy Diệp Thần, hắn con ngươi cực kỳ phức tạp. Nhược Tuyết, ngươi trở về phòng đi. Hạ Hoàng Nghiệp phân phó nói. Ba, ta không trở về. Hạ Nhược Tuyết không chút do dự đứng ở Diệp Thần bên người, gắt gao bảo vệ ở Diệp Thần trước người. Ngược lại là Diệp Thần cười một tiếng, một mặt thư thái, đối với trước người Hạ Nhược Tuyết nói, Nhược Tuyết, ngươi trở về phòng đi, ta đáp ứng ngươi, bên trong 5 phút sẽ tới tìm ngươi. Hạ Hoàng Nghiệp ở hắn trong mắt, không tính là cái gì. Hơn nữa mới vừa rồi Hạ Hoàng Nghiệp ánh mắt không có vẻ địch ý, ngược lại là thương hại. Hạ Nhược Tuyết nhìn một cái Diệp Thần, khẽ cắn môi đỏ mọng, vẫn gật đầu một cái, rất nhanh liền biến mất ở phòng khách. Phòng khách chỉ còn lại 2 cái người đàn ông. Ngươi kêu Diệp Thần, đúng không, ngồi. Hạ Hoàng Nghiệp rót 2 ly trà, 1 ly đặt ở đối diện. Diệp Thần gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế salon. Hạ Hoàng Nghiệp nhìn một cái Diệp Thần, hắn phát hiện thằng nhóc này ở trước mặt hắn không có chút nào tự ti và thế yếu, rất là bất phàm. Nếu như không có Tần gia, nói không chừng hắn thật nguyện ý cho Diệp Thần một cái cơ hội. Hạ Hoàng Nghiệp uống một hớp trà, nói ngay vào điểm chính, Nhược Tuyết và Tần Chính Dương hôn sự, ngươi hẳn biết đi. Biết. Tần gia bối cảnh, ngươi cũng hẳn thông qua khắp mọi mặt hiểu được đi. Ừ. Ta biết ngươi tập đoàn Thiên Chính. Cũng biết người võ đạo thực lực, người đánh bại Viên Cảnh Phúc, dựa theo Viên lão thực lực chân chính, người ở Hoa Hạ Tông Sư bảng vị trí hẳn ở 350 tên chừng. Không thể không nói, người là một cái rất có tiềm lực người tuổi trẻ, nhưng là, người biết Tần Chính Dương Hoa Hạ Tông Sư bảng vị trí sao? Diệp Thần không nói gì, con người rất là rửng rưng. Hạ Hoàng Nghiệp lắc đầu một cái, không biết Diệp Thần tại sao còn có thể làm được như vậy không có sợ hãi. Hắn đặt ly trà xuống, vô cùng nghiêm túc, nói. Nếu không biết, ta nói cho ngươi, Tần Chính Dương là tỉnh Chiết Giang top 10 thiên tài võ đạo một trong, ngay tại mấy ngày trước, hắn mới vừa chém giết một vị cường giả, cho nên bây giờ, hắn thực lực xếp hạng Hoa Hạ Tông Sư bảng 199 tên. Và ngươi chênh lệch, giống như trời đất. Hoa Hạ Tông Sư bảng 199 tên. Chênh lệch giống như trời đất. Nghe được câu này, Diệp Thần cười. Cười vô cùng rực rỡ. Ở trong mắt người khác, cái này Tần Chính Dương có lẽ thật sự là thiên chi kiêu tử. Tuổi còn trẻ liền bước chân vào Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 200 tên. Sau lưng lại đứng vô cùng cường đại Tần gia. Tiền đồ không thể giới hạn. Nhưng là ở Diệp Thần trong mắt, cái này Tần Chính Dương lại coi là cái gì? Bỏ ra luân hồi mộ địa không nói, cái này Tần Chính Dương muốn giết hắn vậy căn bản không có thể. Hắn nhưng mà từ Côn Lôn hư mà đến người tu luyện. Vì sao là người tu luyện? Thông trời đất, diệt quỷ thần, chém yêu ma, nghịch thiên đạo. Không có luân hồi mộ địa, hắn đều không sợ, huống chi hắn có luân hồi mộ địa. Hắn đứng sau lưng 100 vị cao cấp đại năng, hắn muốn giết người, cả thiên đạo cũng không ngăn được. Dù là Tần Chính Dương kinh tài diễm diễm, dù là Tần gia quyền thế ngút trời, thì như thế nào? Coi như Hoa Hạ Tông Sư bảng vị thứ nhất đứng trước mặt của hắn, thì như thế nào? Bọn họ cuối cùng là người phàm. Cuối cùng sẽ hóa là bụi đất. Trăm năm sau đó, mọi người tất nhiên quên mất. Mà hắn Diệp Thần, ngàn năm sau đó, Hoa Hạ vẫn sẽ có truyền thuyết của hắn. Hạ Hoàng Nghiệp gặp Diệp Thần lúc này lại còn cười, càng không biết làm sao, mở miệng nói, Diệp Thần, thu tay lại đi, ta sẽ hết sức ta có thể giúp ngươi hướng Tần gia cầu tha thứ. Để cho bọn họ tha ngươi một con đường sống. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngắt lời nói, bá phụ, ngươi ý tốt,
ta Diệp Thần tâm lĩnh. Nhưng là Tần gia sự việc, chính ta sẽ xử lý. Không cần ngươi nhúng tay. Cự tuyệt. Hạ Hoàng Nghiệp ngẩn ra, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn biết lời nói mới rồi bất chi bất giác bị thương Diệp Thần tự ái, đối phương cự tuyệt chẳng qua là sau cùng quật cường, liền nói, Diệp Thần, bá phụ là người từng trải, cho ngươi một câu thành thật khuyên, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu à, không nên đem số mệnh bồi tiến vào mới hối hận, mất mạng, nói chuyện gì tương lai à. Ngươi không phải có quân đội bối cảnh sao, tốt nhất quân đội ra mặt đảm bảo ngươi, đây là lưỡng toàn cách. Diệp Thần đứng lên, trong mắt nhìn lướt qua Hạ Hoàng Nghiệp, mở miệng nói, bá phụ, ngươi không được rõ ta, mời không muốn chắc chắn ta tương lai. Trời đất tuy lớn, còn không có gì thế lực có tư cách để cho ta Diệp Thần hạ mình. Ở ngươi trong mắt, Tần gia có lẽ rất đáng sợ, nhưng là ở ta trong mắt, Tần gia và con kiến hôi chúng sanh không có chút nào khác biệt, cùng bọn họ trở về, giết chính là. Giờ khắc này, Diệp Thần thả ra một cổ cực mạnh khí chất. Ở Hạ Hoàng Nghiệp trong mắt, liền tựa như trên đỉnh núi, nhìn xuống chúng sanh tuyệt thế cường giả. 5 phút đến, ta đáp ứng Nhược Tuyết đi tìm nàng. Nói xong, Diệp Thần phất tay áo đi. Chỉ để lại phòng khách một mặt khiếp sợ Hạ Hoàng Nghiệp. Hồi lâu, hắn mới phản ứng được, diễn cảm rất là cổ quái. Tần gia là con kiến hôi. Xiết chính là. T. Cái này Diệp Thần khẩu khí thật là lớn. Ngươi mặc dù mạnh, nhưng là có thể mạnh đến dễ dàng xóa sạch một cái tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo gia tộc. Coi như cuồng cũng không phải như thế cái cuồng pháp đi. Vốn là Hạ Hoàng Nghiệp còn đối với Diệp Thần có chút hảo cảm, nhưng là bây giờ, Diệp Thần ở hắn trong lòng ấn tượng rớt đến đáy cốc. Không biết tiến thủ, trong mắt không người, ngạo mạn không kém. Loại người này, coi như còn nửa thiên phú, còn nửa tiềm lực, tất nhiên phải chết hiểu. Xem ra tiếp theo phải thật tốt làm một chút Nhược Tuyết tâm lý công tác, loại người này, không xứng với con gái hắn. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần mới rời đi Hạ gia. Trước khi đi, Diệp Thần còn đem biệt thự địa chỉ nói cho Hạ Nhược Tuyết, Hạ Nhược Tuyết vậy đáp ứng Diệp Thần, mấy ngày nay sẽ nghĩ biện pháp đi tìm hắn. Đến cửa, Tiểu Đặng liền tiến lên đón. Thi thể xử lý. Xử lý tốt, Diệp tiên sinh, bây giờ tính toán đến đâu rồi? Hồi biệt thự sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, lạnh như băng con ngươi đông lại một cái, nói, đi cao ốc Tiềm Long. Tiểu Đặng ngẩn ra, sắc mặt cổ quái. Cái này cao ốc Tiềm Long nhưng mà Nam Giang Vương địa bàn à. Người đàn ông này, nắm trong tay cả tòa cao ốc tất cả thế lực. Người đàn ông này, khống chế tỉnh Chiết Giang thế giới dưới đất vận chuyển. Người đàn ông này, rất miễn cưỡng thành là chế ước những cái kia tỉnh Chiết Giang gia tộc tồn tại. Không chỉ như vậy, Nam Giang Vương tự thân võ đạo thực lực cực kỳ khủng bố, lại là rất miễn cưỡng nuôi dưỡng một chi vô cùng thần bí võ đạo lực lượng. Nghe nói có thể chống lại tỉnh Chiết Giang võ đạo gia tộc. Không có ai gặp qua chi này lực lượng. Cũng không có ai có tư cách gặp cái này lực lượng. Diệp tiên sinh đi làm cái gì vậy? Tựa hồ phát giác Tiểu Đặng nghi ngờ, Diệp Thần liền nói, nghe nói cái này cao ốc Tiềm Long ở tỉnh Chiết Giang rất lợi hại, chỉ bất quá đi liếc mắt nhìn. Tiểu Đặng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, Diệp tiên sinh, Tiểu Đặng có một lời không biết có nên nói hay không. Nói. Tiểu Đặng vội vàng nói, ở tỉnh Chiết Giang, 3 loại lực lượng không thể chọc, thứ nhất, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội, thứ hai, tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo gia tộc, thứ ba, chính là cái này cao ốc Tiềm Long Nam Giang Vương. Diệp Thần trực tiếp lên xe, không để ý đến Tiểu Đặng. Hắn cũng không thể nói, cái này 3 cái không thể trêu, hắn chiếm hết đi, 1 cái trong đó vẫn là mình thế lực. 20 phút sau này. Xe ở cao ốc Tiềm Long vùng lân cận dừng lại, Diệp Thần trực tiếp phân phó Tiểu Đặng rời đi, sau đó liền đi bộ hướng cao ốc Tiềm Long đi. Đứng cao ốc Tiềm Long cửa, Diệp Thần liền phát hiện cái cao ốc này lầu vô cùng khoáng đạt, xa không phải Ninh Ba Thiên Chánh Đại Hạ có thể so sánh với. Cơ hồ coi như là tỉnh Chiết Giang địa tiêu tính kiến trúc. Mấu chốt cửa chú đóng mấy người, thực lực đều không yếu, 1 vị trong đó lại là tông sư cường giả. Không chỉ như vậy, Diệp Thần có thể cảm giác được rõ rệt trên lầu, có mấy 2 lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới hết thảy. Một khi có gió thổi cỏ lay, tất nhiên thời gian đầu tiên ra tay đánh chết.
Cái này Diệp Lăng Thiên coi như là làm ra chỉ đích danh đường tới. Diệp Thần tán thưởng nói. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần chắc chắn không có ai đi theo, liền hướng bên trong đi, rất nhanh mấy đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Đứng lại, đứng lại. Diệp Thần mới vừa muốn nói chuyện, một người vóc dáng to lớn cô gái liền từ bên trong mau bước ra ngoài, khi thấy Diệp Thần, con người vui mừng, liền vội vàng nghênh đón, cũng cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài cuối cùng cũng tới. Thân thể nghiêng nháy mắt, ngực đầy đặn như ẩn như hiện. Ừ, cô gái lấy được câu trả lời, cười một tiếng, khá là phong tình, giãy giụa to mập cái mông, nói, Diệp tiên sinh, mời theo ta tới. Làm đi qua những cái kia giữ cửa cường giả lúc đó, diễn cảm đổi được vô cùng nghiêm túc, dặn dò, sau này Diệp tiên sinh có thể tùy ý ra vào cao ốc Tiềm Long, người bất kỳ không ngăn được. Mấy người kia sắc mặt đại biến, gật đầu liên tục, thậm chí đem Diệp Thần dáng vẻ khác ở trong lòng. Cô gái mang Diệp Thần xuyên qua phòng khách, đi tới một nơi thang máy ở giữa. Chỉ tay và hồng màng phân biệt, thang máy mở ra. Diệp tiên sinh, mời. Diệp Thần đi vào, sau đó cô gái nhấn một cái nút, cửa liền đóng lại. Không khí yên tĩnh. Cô gái phá vỡ yên lặng, đột nhiên động, nửa quỳ ở Diệp Thần trước mặt, cung kính nói, bái kiến điện chủ, ta kêu Trịnh Khả, là Nam Giang Vương người bên người. Mới vừa rồi vì bảo vệ điện chủ thân phận chân thật, mới làm như vậy. Diệp Thần gật đầu một cái, đứng lên đi, ta rõ ràng. Dẫu sao người bên ngoài không tính là Nam Giang Vương chân chính nồng cốt thế lực, vạn nhất phản bội, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nam Giang Vương và Trịnh Khả làm như vậy, hoàn toàn là biến hình bảo vệ mình thân phận. Diệp Thần biết, ngoài cửa tất lại chính là Nam Giang Vương cùng với hắn thế lực thần bí. Làm chi thế lực này bại lộ lúc đó, chính là hắn Diệp Thần thành là tỉnh Chiết Giang người thứ nhất lúc. 5 giây sau đó, cửa thang máy mở ra. Một cổ cực mạnh linh khí và kình khí đối diện vào tới. Diệp Thần con người co rúm một cái, tầm mắt hướng chung quanh quét nhìn đi. Hắn phát hiện nơi này vô cùng bát ngát, tựa như một cái quảng trường. Mà trung ương thì đứng ước chừng 100 vị cường giả. Mỗi một người tròng mắt như đao, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mình mang cực mạnh khí tức cường giả. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, trong đó 50 vị đều đang bước vào tông sư cảnh. Rất mạnh, thậm chí còn có mấy người, hơi thở trên, vượt xa tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội những cường giả kia. Nếu như đem những người này thả đi ra bên ngoài, những gia tộc lớn kia tất nhiên chen chúc tranh đoạt. Cái này, chẳng lẽ chính là Diệp Lăng Thiên lực lượng thần bí? Diệp Thần dám khẳng định, chi này lực lượng nếu như huấn luyện nữa một ít ngày giờ, thậm chí có tư cách đối kháng tỉnh Chiết Giang một ít cao cấp võ đạo gia tộc. Điện chủ, mời. Mọi người đều ở đây chờ ngươi. Trịnh Khả cung kính nói. Không biết vì sao, nàng thanh âm có chút run rẩy. Những người này thật ra thì mấy năm trước cũng biết, cao ốc Tiềm Long sau lưng người đàn ông, căn bản không phải Nam Giang Vương. Mà là người khác. Nam Giang Vương nói với mọi người qua vô số lần, cái đó chính là bọn họ điện chủ. Điện chủ mũi kiếm phương hướng chỉ, chính là chiến trường của bọn họ. Nhưng là nhiều năm như vậy, bọn họ chưa bao giờ gặp qua điện chủ. Tất cả mọi người đều tò mò, tất cả mọi người đều mong đợi. Mà bây giờ, vô số đạo ánh mắt nóng bỏng chỉ như vậy rơi vào Diệp Thần trên mình. Điện chủ, rốt cuộc xuất hiện. Nghi ngờ, kích động, hai loại phức tạp tâm trạng ở bọn họ trong lòng quấn quanh. Bởi vì điện chủ và tưởng tượng bóng người có chút không giống nhau, ở bọn họ xem ra. Điện chủ giàu gì hẳn là một cái hơi thở kinh khủng trung niên nam tử đi. Kết quả nhưng nghênh đón một người trẻ tuổi. Nhưng là cái này không tí ti ảnh hưởng tín ngưỡng của bọn họ. Đám người trước mặt nhất một cái trung niên nam tử, con người kiên nghị, quả đấm nắm chặt, trong cơ thể máu tươi tựa như đang cháy, chính là Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên. Hắn cùng giờ khắc này quá lâu. Cùng người đàn ông này, chính là hắn cả đời sứ mạng. Trước ngực hắn huy chương lóe lên huyết quang nhàn nhạt. Huy chương hình vẽ rất là cổ quái, là một cái thị huyết hắc long tựa như ở mây mù trên lượn lờ, che khuất bầu trời, lại là trên cao nhìn xuống nhìn đỉnh núi một vị chàng trai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà đây người thanh niên, chính là Diệp Thần.
hắn tổ tiên khám xét gia tộc trăm năm sau sẽ hoàn toàn biến mất, duy nhất biện pháp chính là hắn dùng bí pháp khám phá thiên cơ, tìm được một vị mây tía ngọa long cách đế vương. Tổ tiên dùng mình còn sót lại 20 năm tuổi thọ, đổi lấy cái này cái huy chương. Chỉ hy vọng gia tộc vận thế có thể hoàn toàn thay đổi. Diệp gia tổ huấn truyền lưu trăm năm. Này huy chương ở giữa đế vương vậy họ Diệp, trăm năm sau đó sẽ cùng Diệp Lăng Thiên gặp nhau. Muốn Diệp Lăng Thiên nhất định phải vững vàng chắc chắn, nếu không hắn chính là diệt tộc tội nhân. Không phải Diệp Lăng Thiên lựa chọn Diệp Thần, là cái này huy chương lựa chọn Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần đã đi tới Diệp Lăng Thiên trước mặt, vừa định câu hỏi, Diệp Lăng Thiên động. Một bước bước ra, càng là xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đồng thời, quỳ một chân trên đất, đầu gối lại là đập vào trên mặt đất, cường đại kinh khí thậm chí để cho chung quanh phát ra từng cơn khí bạo. Lực lượng này thả ở bên ngoài tuyệt đối kinh thế hãi tục. Ám điện Diệp Lăng Thiên, bái kiến điện chủ. Đụng, đụng, đụng. Sau lưng những cường giả kia cũng cùng Diệp Lăng Thiên động tác giống nhau như đúc. Toàn bộ quỳ xuống. Hình ảnh này là bực nào nguy nga à? Bái kiến điện chủ. Bái kiến điện chủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ trong miệng đều ở đây gieo hò điện chủ hai chữ. Bọn họ mấy năm này cả ngày lẫn đêm tu luyện chính là chờ đợi cái này trước mắt giờ khắc này. Chờ đợi điện chủ kiểm duyệt. Không có ai biết bọn họ liều mạng tu luyện giá phải trả. Cả người đều mỏi mệt, bọn họ cũng cắn răng cố chịu. Thời khắc này bọn họ cơ hồ đang gầm thét, ở kêu gào, chính là muốn đem bây giờ tất cả kiềm chế cho gọi ra. Thanh âm lực lượng để cho người cảm giác được vô cùng quyết tâm. Trên người của bọn họ dâng lên từng cơn huyết khí ngất trời, tạo thành một đạo huyết long hư ảnh. Diệp Thần bên cạnh Trịnh nhưng cũng là quỳ xuống, tim nàng dường như muốn bị trước mắt một màn này nổ bể ra. Nàng có thể cảm giác toàn thân mình huyết dịch sôi trào. Ám điện tất cả cường giả, cũng giống như vậy. Diệp Thần nhìn đám người này, ánh mắt có chút phức tạp. Bách nhị tần quan trung trúc sở, tam thiên việt giáp khả thôn ngô. Nói chính là đám người này. Hắn có thể cảm giác được, những người này đều ở đây cùng hắn. Chờ hắn dẫn đám người này chinh chiến đúng mảnh hoa hạ bản đồ. Để cho ám điện cái này hai chữ rung động toàn bộ hoa hạ. Diệp Thần một bước bước ra, chắp sau lưng hai tay nhẹ nhàng giương lên, nói tất cả mọi người, đứng lên. Lời nói rơi xuống, đồng loạt thanh âm vang lên, mỗi một cái ám điện cường giả như cây lao vậy đứng. Tất cả tròng mắt bắn thẳng đến Diệp Thần, chờ đợi Diệp Thần nói sau. Diệp Thần nhìn một cái trung ương đứng thẳng một cây cột đá cao bốn gạo, có kình thiên chi tư, hắn không do dự nữa, bước ra một bước, chân khí tại trên hai chân. Cả người nhảy lên, trực tiếp đứng ở trên cột đá. Vô cùng ung dung. Chỉ một ngón này, để cho tất cả mọi người con ngươi hơi co rúm một cái, bước lên cột đá không khó, nhưng là như vậy ung dung bước lên cột đá, không có một người có thể làm được. Diệp Thần hình tượng ngay tức thì rút ra cao lên. Trên cột đá, Diệp Thần nhìn lướt qua mọi người mở miệng nói, nếu mọi người nguyện ý thừa nhận ta cái này điện chủ, ta cũng thừa nhận các người mỗi một vị ám điện cường giả. Các người không là thủ hạ ta, càng không phải là ta nô bộc, các người đều là ta Diệp Thần huynh đệ. Ta hướng các người bảo đảm một chuyện, như có người ngoài dám đả thương ám điện một phần, ta liền giết hết hắn toàn tộc. Nếu có người trong thiên hạ tổn thương ám điện một phần, ta liền giết hết người trong thiên hạ. Lấy đá này trụ làm thề. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần chân phải chợt đạp xuống. Một cổ cực kỳ kinh khủng kình khí hướng toàn bộ cột đá đánh tới. Cột đá bề ngoài sinh ra từng đạo kẽ hở, như mạng nhện vậy. Sau đó, Diệp Thần thân thể nhảy một cái, đã tới phía dưới. Làm chân hắn bước rơi xuống đất nháy mắt, một tiếng vang thật lớn ầm ầm bùng nổ, chỉ gặp toàn bộ cột đá hoàn toàn vỡ vụn. Phải biết trụ đá này nhưng mà trấn võ thạch chế tạo, tác dụng tương tự với quyền kích ở giữa bao cát. Những thứ này ám điện cường giả mỗi ngày quả đấm nện ở cái này trên cột đá. Tu luyện gân cốt và chiết thể xác. Nhưng là trụ đá này cho tới bây giờ không có bể qua. Nhưng là điện chủ này nhẹ nhàng một cước, lại có thể liền sụp đổ. Cái này muốn lực lượng gì? Lực 5 tấn cũng không đủ đi. T. Những cái kia ám điện cường giả hung hãn ngược lại hít một hơi khí lạnh, con người gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần,
thân thể tựa như hoàn toàn hóa đá. Động một cái đều không động. Đây là bực nào thô bạo, đây là bực nào uy nghiêm. Trong đám người vốn là còn người đối với Diệp Thần tuổi tác có chút nghi ngờ, nhưng là giờ khắc này, bọn họ chỉ có tâm phục khẩu phục. Xa xa Nam Giang Vương gật đầu một cái. Mặc dù hắn một mực cho đám người này truyền bá điện chủ mạnh mẽ, nhưng là thành tựu võ giả, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêu ngạo, gặp Diệp Thần như vậy trẻ tuổi, tất nhiên không phục. Diệp Thần như vậy mở ra thể hiện tài năng, đem hết thảy băn khoăn cũng tiêu trừ. Nhưng là, còn thiếu một bước cuối cùng. Đột nhiên, Nam Giang Vương Diệp Lăng Thiên bước ra một bước, hai tay ôm quyền, đối với Diệp Thần nói, điện chủ, thuộc hạ muốn cùng ngài so tài một phen. Hắn nói những lời này là có lý do. Thứ nhất, hắn muốn biết Diệp Thần thực lực chân chính rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hai người bây giờ chênh lệch lại có nhiều ít. Thứ hai, bởi vì thâm căn cố đế nguyên nhân, ở nơi này nhóm ám điện cường giả trong mắt, Nam Giang Vương cái này ba chữ tất nhiên so điện chủ phân lượng nặng, đây đối với điện chủ tới nói đúng không lợi, nhưng là nếu như điện chủ chiến thắng hắn, vậy thì hoàn toàn ngược lại. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới Diệp Lăng Thiên lại đột nhiên tới đây sao vừa ra, và mình so tài. Bất quá, thời gian dài như vậy tới nay, hắn đối với Diệp Lăng Thiên thực lực, đúng là không biết gì cả. Tỉnh Chiết Giang tất cả mọi người đều nói Nam Giang Vương thực lực khủng bố, vậy kết quả như thế nào khủng bố? Diệp Lăng Thiên, người ở Hoa Hạ Tông Sư bảng hạng nhiều ít. Diệp Thần hỏi, đây là trước mắt mà nói, cân nhắc Hoa Hạ võ giả trực quan nhất phương pháp. Diệp Lăng Thiên lắc đầu một cái, nghiêm túc nói, khải bẩm điện chủ, ta đối với cái này Hoa Hạ Tông Sư bảng không có gì hứng thú, bất quá, mấy tháng trước. Ta thật giống như chém giết một vị trước 200 cường giả, đối phương cụ thể cái gì hạng ta vậy không phải rất rõ. Thật ra thì, cái này Hoa Hạ Tông Sư bảng vậy không nhất định chính xác, bởi vì rất nhiều cường giả số liệu cũng dừng lại ở mấy năm trước, bọn họ bây giờ thực lực đã sớm vượt qua tên kia lần, còn có một chút tỉnh Chiết Giang ẩn núp cao thủ, căn bản không có lên bảng qua, nhưng là thực lực tuyệt đối khủng bố. Bất quá, nếu như tiến vào Hoa Hạ Tông Sư bảng trước 100 tên, sẽ gặp có người chuyên môn thống kê, số liệu này sẽ tinh chuẩn không thiếu. Diệp Thần gật đầu một cái, dựa theo thuyết pháp này, Diệp Lăng Thiên thực lực tất nhiên mạnh hơn Tần Chính Dương, còn như có phải hay không Đường Ngạo đối thủ liền không nhất định. Cũng tốt, ngày hôm nay liền xem Diệp Lăng Thiên thực lực. Diệp Thần bước ra một bước, nghiêm túc nói, ra tay đi. Những cái kia ám điện cường giả rối rít tản ra, cho điện chủ cùng với Nam Giang Vương nhường ra không gian to lớn. Diệp Lăng Thiên con người đông lại một cái, vô cùng nghiêm túc. Hắn gặp qua Diệp Thần ở đài võ đạo thực lực, vô cùng khủng bố. Tự nhiên không cần thiết mở nước. Hắn đầu gối cong, ầm ầm bùng nổ, như một mũi tên vậy xông ra ngoài, quanh thân mang theo sức lực gió. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt bây giờ liền đi tới Diệp Thần trước mặt. Một quyền nện xuống. Diệp Thần né người né tránh, Diệp Lăng Thiên giận quát một tiếng, hai quả đấm đón Diệp Thần đi, mở toang ra đại hợp, hổ hổ sinh uy, vô cùng uy mãnh, đi hoàn toàn là cương mãnh tuyến đường. Càng là mấu chốt là, không khí chung quanh tựa như bị Diệp Lăng Thiên đánh thủng, từng cơn không bạo chi tiếng vang lên. Khoảnh khắc bây giờ, Diệp Lăng Thiên hai quả đấm qua lại giao điệp, không ngừng hướng phía trước đánh ra, dưới chân sải bước về phía trước, lấn người tới, hùng hổ dọa người. Diệp Thần có thể cảm giác đến Diệp Lăng Thiên bá đạo. Nếu như mình không có đột phá đến khí động cảnh, phỏng đoán còn thật không phải là Diệp Lăng Thiên đối thủ. Điện chủ, tình ra tay. Diệp Lăng Thiên thanh âm vang lên. Được. Diệp Thần vậy không do dự, dưới chân thương long huyễn thân quyết phun trào, một trường vỗ xuống. Tựa như xé sức lực gió. Tới tốt. Diệp Lăng Thiên thân thể lui về phía sau. Sau đó, chợt một cước hướng Diệp Thần quét tới. Diệp Thần không có né tránh, biến trưởng thành chảo, trực tiếp giữ lại cổ chân của đối phương, sau đó lực lượng bùng nổ, trực tiếp đem đối phương quăng ra ngoài. Diệp Lăng Thiên mặt liền biến sắc, ngay tại thân thể muốn nện ở vách tường nháy mắt, chợt xoay mình, một cước đạp ở trên tường, hướng Diệp Thần bắn tới. Mặt tường để lại một đạo ước chừng 3 cm dấu chân. Khủng bố như vậy. Kinh ảnh quyền. Diệp Lăng Thiên vận dụng sát chiêu. Gầm lên sau đó, chỉ gặp quyền ảnh đầy trời,
tựa như đem Diệp Thần tất cả né tránh tuyến đường cũng cho phong khóa lại, bên tai lại là quyền gió từng cơn, hô hô vang dội. Diệp Thần con người híp lại, vô cùng bình tĩnh. Cái này Diệp Lăng Thiên thực lực vượt xa hắn chém giết một ít võ đạo tông sư. Xem ra cái này Hoa Hạ tông sư bảng 200 tên, là một cái danh giới. Trước 200 tên, mới có thể gọi là chân chính võ đạo tông sư. Ngay tại đầy trời quyền ảnh muốn rơi xuống nháy mắt, Diệp Thần động, bước ra một bước, đón đầy trời quyền ảnh đi. Quyền ảnh trong, chỉ có một quyền là chân thực. Oanh! Hai quyền làm bạn, giống như sấm sét vậy phát ra tiếng trầm thấp. Một giây kế tiếp, Diệp Lăng Thiên sắc mặt đại biến, huyết khí dâng trào, cả người ước chừng lui 10 mét, suýt nữa đặt mông ngã xuống đất. Rào rào! Thấy một màn này, những cái kia ám điện cường giả bối rối. Kinh ảnh quyền nhưng mà Nam Giang Vương một kích mạnh nhất, dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang, không người nào có thể từ đầy trời quyền ảnh trong tìm ra vậy chân thật nhất một quyền. Nhưng là điện chủ tìm được. Không chỉ tìm được, còn rất miễn cưỡng đem Nam Giang Vương đánh lui mấy chục bước. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không thể tin nhìn thình lình hết thảy. Diệp Lăng Thiên cười, hắn thật lâu không có như vậy chiến niềm vui tràn trề. Lại tới. Hắn thân thể như mãnh hổ xuống núi vậy xông ra ngoài. Khí thế ngút trời. Nhưng là mới vừa gần Diệp Thần thân, một cổ cường đại lực lượng liền đánh ra, thân hình hắn thật cao ném bay, cả người nặng nề hướng phía sau lâm không bay ngược, đầu lâu lại là hung hãn đập về phía mặt tường. Hắn con người kinh hoàng, cái này đập một cái, tuyệt đối xảy ra chuyện à. Ngay tại lúc này, một cái bóng đen xuất hiện, trực tiếp giữ lại hắn bả vai, lực lượng bùng nổ. Hắn thân hình lại vững vàng rơi ở trên mặt đất. Đạo hắc ảnh kia, chính là Diệp Thần. Đánh một trận dưới, Diệp Lăng Thiên đánh bại, bại hoàn toàn. Diệp Thần hơi thở dốc, trán đã dày đặt mồ hôi hột, tới Hoa Hạ sau đó, trận chiến này đối với hắn mà nói là nhất cật lực. Nếu như không phải là hắn ở vũ kỹ và kinh nghiệm chiến đấu lên dẫn đầu quá nhiều, nói không chừng và Diệp Lăng Thiên chỉ có thể đánh ngang tay. Diệp Lăng Thiên chế trụ nội tâm khiếp sợ, chợt quỳ xuống, cảm ơn điện chủ hạ thủ lưu tình. Đứng lên đi, bản thân này chính là so tài, ta cũng không có thua quá nhiều tay, ngươi thực lực rất tốt, không thua thiệt bị người khác gọi là Nam Giang Vương. Diệp Thần tán thưởng nói. Sau đó, Diệp Thần lấy ra một viên thuốc, đưa cho Diệp Lăng Thiên, phân phó nói, ăn vào viên đan dược này, ngươi hẳn sẽ thoải mái một ít. Cảm ơn, điện chủ. Diệp Lăng Thiên nhận lấy đan dược, trực tiếp phục đi xuống, thuốc mùi thơm khắp nơi, hắn cảm giác thương thế không chỉ giảm bớt không thiếu, thực lực vậy tăng lên rất nhiều. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần mở miệng nói, cho ta giấy bút, sau đó an bài một nơi yên lặng đất, ta cho ngươi một ít cơ duyên. Diệp Lăng Thiên con ngươi vui mừng, vội vàng nói, điện chủ. Đối với Diệp Thần mà nói, Diệp Lăng Thiên và Ô Hạng Minh so với. Hắn để ý hơn cái trước. Hơn nữa Nam Giang Vương càng mạnh, chi kỳ binh này bùng nổ lúc đó, lại càng phát kinh người. Cho nên, hắn bây giờ muốn làm chính là đem Diệp Lăng Thiên thế yếu biến thành ưu thế. Tòa thứ nhất mộ bia cường giả La Vân Thiên cho hắn rất nhiều võ, đều vô cùng thích hợp Diệp Lăng Thiên bá đạo này phong cách. Diệp Lăng Thiên mang Diệp Thần đi tới một chỗ bí ẩn phòng làm việc, Diệp Thần trực tiếp viết xuống hai bản vũ kỹ và một bản tâm pháp. Sau đó giao cho Diệp Lăng Thiên. Mấy ngày tiếp theo, người mau sớm học cái này ba bản đồ, không hề hiểu có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Thần giao phó nói. Diệp Lăng Thiên nhìn một cái ba bản sách nhỏ, cánh tay run rẩy, con người có một tia tia máu. Hắn biết cái này trên tay ba bản đồ giá trị như thế nào. Hắn cũng rất rõ ràng, một khi nắm giữ cái này ba bản đồ, hắn thực lực sẽ tới đạt cái gì kinh khủng đến nước. Còn nữa, người sau này không còn là cổ võ giả, nhớ, ngươi là một vị người tu luyện, còn như cảnh giới phân chia ta đã viết ở phía trên, ngâm thân thể cảnh, khai nguyên cảnh, khí động cảnh, ly hợp cảnh, chân nguyên cảnh, thần du cảnh, này 6 cảnh giới mỗi một cảnh giới tổng cộng chia là 9 tầng. Cổ võ và tu luyện có một ít chỗ tương tự, ngươi không cần đi lại từ đầu, trước mắt cảnh giới của ngươi hẳn còn mở nguyên cảnh đỉnh cấp cỡ đó, tranh thủ sớm ngày đột phá khí động cảnh. Diệp Thần lại lấy ra 20 viên đan dược, giao cho Diệp Lăng Thiên. Điện chủ, Diệp Lăng Thiên không biết nên nói cái gì.
quý trọng như vậy vật, hắn bị chi có thẹn à? Diệp Thần cười một tiếng, ngươi là ta Diệp Thần cánh tay phải cánh tay trái, cũng là ta quan tâm huynh đệ, ngươi mạnh, thì ám điện mạnh. Tỉnh Chiết Giang quá nhỏ, ngươi phải làm là mạnh mẽ mình, dẫn ám điện đạp ở kinh thành. Muốn chinh phục Hoa Hạ, bây giờ chút thực lực này cũng không đủ. Thuộc hạ rõ ràng. Diệp Lăng Thiên nghe được Diệp Thần những lời này, quả đấm cầm chặt, con ngươi lóe lên kiên định. Giao phó xong hết thảy, Diệp Thần liền rời đi. Ra cao ốc Tiềm Long, hắn bản đánh muốn gọi điện thoại cho Tiểu Đặng, nhưng phát hiện trên điện thoại di động có một cái không đọc WeChat. Mở ra vừa thấy, phát hiện là Hạ Nhược Tuyết nửa giờ trước phát tới một cái tọa độ biểu hiện tỉnh Chiết Giang Bệnh viện Nhân dân số 1. Mới vừa rồi ở Hạ gia, Diệp Thần nhấc lên cần nhìn một chút ngoại bà, để cho Hạ Nhược Tuyết đến bệnh viện thời điểm phát một tọa độ cho nàng, đối phương hiển nhiên là làm theo. Hạ Nhược Tuyết bây giờ hẳn ở bệnh viện. Diệp Thần cũng không định tìm Tiểu Đặng, gọi một chiếc xe taxi trực tiếp đi bệnh viện. 10 phút sau đó, tỉnh Chiết Giang Bệnh viện Nhân dân số 1, phòng bệnh VIP khu. Diệp Thần xách một ít trái cây đi tới phòng bệnh, liền thấy Hạ Mẫu và Hạ Nhược Tuyết đều ở đây. Hạ Mẫu có chút tiểu tụy, không có năm xưa kiêu ngạo, vành mắt đen rất nặng, hiển nhiên có thời gian ngủ không ngon giấc. Mụ, Diệp Thần tới xem ngoại bà. Hạ Nhược Tuyết nhẹ giọng nói, rất sợ mẫu thân tức giận. Nhưng là ngoài ý liệu là, Hạ Mẫu không có chút nào chập chờn, nhìn một cái Diệp Thần gật đầu một cái, có lòng. Diệp Thần buông xuống trái cây, tầm mắt rơi vào trên giường bệnh trên người ông già. Ban đầu yến hội trên, hắn lưu ý qua Hạ Nhược Tuyết ngoại bà, thân thể không có vấn đề quá lớn, theo lý mà nói thời gian ngắn không thể nào xảy ra chuyện. Nhưng là dưới mắt, hắn phát hiện cụ già chỉ có một hơi treo, tùy thời có thể mất mạng suối vàng. Diệp Thần cau mày, đưa tay ra, trực tiếp cầm ở ông già mạch đập trên. Thấy một màn này, Hạ Nhược Tuyết và Hạ Mẫu đều ngơ ngẩn, tên này đang làm gì vậy? Bắt mạch. Hạ Nhược Tuyết mặc dù và Diệp Thần sống chung rất nhiều ngày, nhưng từ không biết Diệp Thần còn biết y thuật. Người đang làm gì? Hạ Mẫu sắc mặt có cái gì không đúng? Dẫu sao bác sĩ đã thông báo, tốt nhất không nên động thân thể của lão nhân, nếu không có thể sẽ xảy ra chuyện. Diệp Thần không để ý đến, con người dần dần xuất hiện một đạo lãnh ý. Hắn biết vấn đề ở chỗ. Cụ già căn bản không phải bị bệnh, mà là bị người dùng một cổ đặc thù khí phong tỏa sức sống. Rất miễn cưỡng đem một người sống biến thành hoạt tử nhân. Loại này tà thuật, bệnh viện khá hơn nữa máy đo vậy không tra được. Diệp Thần buông lỏng tay, nhìn về phía Hạ Mẫu, từng chữ từng câu nghiêm túc nói, ngoại bà hôn mê trước, cái cuối cùng tiếp xúc người là ai? Hạ Mẫu ngẩn ra, sắc mặt có chút tái nhợt, trong óc nàng thời gian đầu tiên nghĩ tới Tần Chính Dương. Nhưng là một khi nói ra, Hạ Nhược Tuyết đối với Tần Chính Dương tất nhiên càng phát ra kháng cự. Dựa theo Nhược Tuyết tính cách, và Tần gia hôn ước, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý. Liền dao động có thể cũng không có. Nàng chỉ có thể lắc đầu nói, Nhược Tuyết ngoại bà. Vẫn là ta phụng bồi, nàng không có tiếp xúc người bất kỳ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bá mẫu, lúc này, người còn có cần phải nói láo sao? Nàng không riêng gì Hạ Nhược Tuyết ngoại bà, vẫn là người mẫu thân. Người nếu như nói ra nguyên nhân, ta có thể cứu nàng. Hắn giọng tràn đầy không thể nghi ngờ. Hạ Mẫu con người trợn to, thân thể mềm mại run rẩy. Bắt lại Diệp Thần tay, ngươi. Ngươi nói gì, ngươi có thể cứu tỉnh nàng. Hạ Nhược Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc. Nàng biết Diệp Thần võ đạo thực lực rất mạnh, nhưng là cho tới nay không biết tên này còn biết y thuật à. Ta Diệp Thần là ta đã nói phụ trách, điều kiện tiên quyết là ngươi nói ra chân chính nguyên nhân. Diệp Thần nói. Hạ Nhược Tuyết nhìn về phía mẫu thân, hỏi, mụ, ngoại bà có phải là thật hay không bởi vì chuyện khác mới như vậy? Nàng sớm cũng cảm giác được không đúng, nhưng là mẫu thân một mực nói là ngoại bà thân thể xảy ra vấn đề, nàng cũng không có truy cứu, dẫu sao ngoại bà lớn tuổi. Giờ phút này, Hạ Mẫu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, nàng tin tưởng Diệp Thần nói. Bởi vì cho đến bây giờ, thằng nhóc này đã nói cơ hồ đều thực hiện, huống chi thằng nhóc này không thể nào cầm Nhược Tuyết bà ngoại số mệnh làm trò đùa. Nàng do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, là Tần Chính Dương đả thương.
Ở Tần Gia uy hiếp và mẫu thân số mệnh trước mặt, nàng không chút do dự lựa chọn người sau. Hạ Nhược Tuyết nghe phía sau ba chữ kia, giật mình, chợt mặt nàng biến sắc được ảm đạm. Càng xen lẫn vẻ tức giận. Mặc dù Hạ Gia không cách nào chống lại Tần Gia, nhưng là nàng Hạ Nhược Tuyết cho dù chết cũng sẽ không gả cho Tần Chính Dương. Loại người cặn bã này có cái gì tư cách xứng với nàng? Giờ khắc này, Diệp Thần trong lòng cũng là thiêu đốt lên một đạo lửa giận. Lại mẹ hắn là Tần Chính Dương. Xúc sinh này chẳng lẽ liền một cái cụ già đều phải hành hạ sao? Nếu như không phải là Tần Chính Dương đi núi Côn Lôn, trốn thoát một kiếp. Hắn Diệp Thần dám cam đoan, hắn sẽ lập tức lên đường đi Tần gia, sống hành hạ Tần Chính Dương đến chết. Hắn chế trụ nội tâm tức giận, từ miệng đạo móc ra mấy cây ngân châm, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là cứu người. Hơn nữa, hắn ngày hôm nay không chỉ muốn cứu người, còn muốn cách không cắn trả Tần Chính Dương. Chỉ gặp ngân châm bắn vào Hạ Nhược Tuyết bà ngoại trên thân hình. Không ngừng run rẩy, lại là truyền tới tí tách thanh âm. Đồng thời, Diệp Thần ngón tay bóp quyết, một đạo nhàn nhạt chân khí ở đầu ngón tay lưu động. Hạ Nhược Tuyết và Hạ Mẫu tự nhiên xem không thấy chân khí, nhưng là từ Diệp Thần bắn ra ngân châm khí chất thay đổi một khắc kia, các nàng chỉ tin tưởng Diệp Thần biết y thuật. Một người rốt cuộc có hay không thật tài thực liệu, khí chất là có thể biểu dương ra. Còn như có hay không Diệp Thần nói như vậy thần, cũng chỉ có thể xem kết quả. Diệp Thần nhắm mắt, trên người linh thức buông ra, nhỏ xíu điều khiển ngân châm. Một giây kế tiếp, vậy cắm ở Hạ Nhược Tuyết ngoại bà trên người ngân châm lại có thể động. Làm sao có thể? Thấy một màn quỷ dị này, Hạ Mẫu con người trợn to, tim lại là ùm nhảy, đối với Diệp Thần giác quan hoàn toàn thay đổi. Do khinh thường đổi là kinh ngạc, lại do kinh ngạc đổi là sợ hãi. Nàng trước kia nghe nói qua một loại thần kỳ châm cứu thủ đoạn, lấy là chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, bây giờ nhìn lại, và trước mắt giống nhau như đúc. Nàng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình. Thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Hắn cái này cả người thông thiên thuật pháp lại là từ chỗ nào học được? Diệp Thần không có dừng lại, lần nữa lấy ra mấy cây ngân châm rối rít rơi xuống, hình thành một đạo trận pháp, cùng lúc đó, Diệp Thần vận lên chân khí chợt vòng quanh ngân châm phương hướng di động. Lấy khí ngự kim, Hạ Mẫu lại cũng không áp chế được nội tâm chấn động, kinh hô thành tiếng. Nghe được động tĩnh, Hạ Nhược Tuyết tò mò nhìn về phía mẫu thân, nhẹ giọng nói, mụ, cái gì là lấy khí ngự kim? Hạ Mẫu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có nói chuyện, bởi vì nàng căn bản không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ở Hoa Hạ trên lịch sử, đây chẳng qua là truyền thuyết à. Diệp Thần căn bản không có để ý tới sau lưng hai người. Đối với hắn mà nói, cái này chỉ bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi. Người thân thể, bản thân chính là một cái to lớn từ trường. Lấy từ trường làm trụ cột, ở trên người xây dựng trận pháp. Lại dùng chân khí bàn việc trận pháp này. Đây chính là Diệp Thần mấy năm này học được mạnh nhất thuật pháp. Liền liền chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan người cũng có thể kéo trở về. 5, 4, 3, 2, 1. Diệp Thần yên lặng đếm, làm đếm tới một nháy mắt, hắn con người đông lại một cái, chỉ điểm một chút ở Hạ Nhược Tuyết bà ngoại ấn đường trên. Chân khí cuồn cuộn theo ấn đường hướng toàn thân phun trào. Rất nhanh, Diệp Thần liền phát hiện Hạ Nhược Tuyết ngoại bà trên ngực một đoàn hắc khí. Hắn con người lạnh lẽo, trực tiếp phun trào ra toàn bộ chân khí hướng vậy đoàn hắc khí đánh tới. Phá cho ta! Những cái kia hắc khí hiển nhiên cảm thấy không đúng. Muốn chạy trốn, nhưng là đã không còn kịp rồi. Diệp Thần đã sớm ở Hạ Nhược Tuyết bà ngoại trên thân hình ngưng tụ trận pháp, đang chờ cái này đoàn hắc khí. Hắc khí thoát ra Hạ Nhược Tuyết ngoại bà thân thể nháy mắt, những cái kia chặt chẽ sắp hàng ngân châm cùng với chân khí, giống như hình thành một bản màu trắng lưới lớn. Vây khốn vậy đoàn hắc khí. Không chỗ có thể trốn. Muốn đi, đem ta lễ vật mang cho vị kia ở núi Côn Lôn xúc sinh đi. Một tiếng gầm lên, Diệp Thần bước ra một giọt máu tươi, trực tiếp bắn vào hắc khí trên. Ngay tức thì, hắc khí kia giống như đụng phải cái gì cực kỳ kinh khủng đồ, đốt đốt. Vô cùng thống khổ. Mấy giây ngắn ngủi, hắc khí liền bị cháy hết. Trong phòng bệnh truyền đến một cổ khó ngửi mùi vị.
Diệp Thần thở ra một ngụm trọc khí, hai tay chắp sau lưng, nhìn về núi Côn Lôn phương hướng. Hắn cười, khóe miệng phát họa độ cong như tử thần nhìn chằm chằm con mồi. Cùng lúc đó, núi Côn Lôn chỗ sâu. Tần gia mấy chục người đứng ở một tòa phong cách cổ xưa bên ngoài viện, lo lắng chờ đợi cái gì. Đầu người nhốn nháo, khá là nguy nga. Mỗi một người trên mặt viết đầy thành ý. Cổ có Lưu Bị ba lần thăm viếng nhà Tranh, hắn Tần gia thì phải làm một lần Lưu Bị. Mà cách đó không xa, một cái tà mị chàng trai đang ngồi xếp bằng, vận chuyển chân khí, hiển nhiên dự định thừa dịp chờ đợi đang lúc, tu luyện một phen. Hắn chính là Tỉnh Chiết Giang 10 lớn một trong thiên tài Tần Chính Dương. Đột nhiên, Tần Chính Dương phát giác cái gì, con người mở ra, lau một cái vẻ hoảng sợ tràn đầy mặt hắn bàng. Hắn huyết khí dâng trào, muốn áp chế cái gì, nhưng căn bản không áp chế được, hắn cũng không nhịn được nữa, phốc. Một tiếng, khạc ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt đến trình độ cao nhất, thân thể lại là ngã trên đất. Yếu ớt đến mức tận cùng. Tần gia mấy vị ông già hiển nhiên phát hiện cái gì, vội vàng vây quanh. Thiếu gia, người thế nào? Ngay tại bọn họ chuẩn bị đi đỡ Tần Chính Dương thời điểm, một đạo kinh thiên gầm thét đất đai. Sốt cuộc là ai? Ai mẹ hắn phá bố thuật pháp? Sốt cuộc là ai? Tần Chính Dương gương mặt dữ tợn đến trình độ cao nhất, cái này thuật pháp hắn chỉ tác dụng ở trên người một người. Đó chính là Hạ Nhược Tuyết ngoại bà. Năm đó sư phụ giao cho hắn, chính là vì khống chế một số người, thậm chí sư phụ còn luôn miệng nói qua, loại thuật pháp này, toàn bộ Hoa Hạ cũng không người nào có thể phá hỏng. Nhưng là trước mắt cái này thuật pháp bị phá, không chỉ như vậy, hắn còn bị cắn trả, tu vi giảm lớn. Hắn ngũ tạng lục phủ đều bị một cổ lực lượng xâm nhập, không 10 ngày nửa tháng căn bản không khôi phục được. Giá phải trả đau thương. Tỉnh Chiết Giang xảy ra chuyện. Có người xuất thủ cứu Hạ Nhược Tuyết ngoại bà. Đáng chết. Chánh Dương, rốt cuộc thế nào? Một cái trung niên nam tử đi tới, mặt hắn lên viết đầy ân cần. Tần Chính Dương đứng lên, lau khô khóe miệng vết máu, vội vàng lấy điện thoại di động ra, bấm hắn canh giữ ở Hạ gia hai người thủ hạ. Hắn phải biết Tỉnh Chiết Giang rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là gọi mấy cú điện thoại, đều không thông. Hắn trong lòng lộp bộp một chút. Hắn biết không chỉ có người ra tay phá hủy mình thuật pháp, còn chém giết dưới tay mình. CMN, rốt cuộc là ai muốn đối phó ta Tần Chính Dương? Hắn thanh âm hiện lên dùng mình. Chánh Dương, người tại sao phải bị thương, nói cho ta. Tần phụ trên mặt lộ ra nghiêm túc. Tần Chính Dương nhìn một cái trước mặt phụ thân, gật đầu một cái, liền đem hết thảy các thứ này nói cho Tần phụ. Nghe xong, Tần phụ con người hiện lên vẻ tức giận. Nói chuyện này ta sẽ phái người đi thăm dò, Nam Tần Sơn Trang còn có mấy người chú đóng, ta để cho bọn họ đi điều tra Hạ gia sự việc. Hạ gia hẳn không có cái này bản lãnh, hiển nhiên là cao nhân nơi là. Tần Chính Dương lắc đầu một cái, nói, mặc dù ta không biết người nọ là ai, nhưng là có thể phá ra ta thuật pháp, thực lực tuyệt đối không kém, Tần gia mấy người kia đi thăm dò, căn bản không có dùng, nồng cốt Tần gia đệ tử đều ở chỗ này. Ba. Người nọ phải lập tức chết, nếu không cùng chúng ta hồi Tần gia, hắn có thể sớm liền rời đi Tỉnh Chiết Giang. Tần phụ con người híp lại, nghĩ tới điều gì, liền nói, đã như vậy, lần này chúng ta Tần gia liền bỏ ra một ít giá phải trả đi, chuyện này giao cho Huyết Mai Điện đi làm. Tần Chính Dương ánh mắt sáng lên, hắn có biết Huyết Mai Điện tàn nhẫn, gật đầu một cái, tốt. Tỉnh Chiết Giang Bệnh viện Nhân dân số 1, phòng bệnh VIP. Diệp Thần thật dài thở ra một ngụm chọc khí, nên làm hắn cũng làm. Hắn vậy phát hiện trên giường bệnh sắc mặt lão nhân đã hồng nhuận mấy phần, vốn định cho hắn uống đan dược, nhưng phát hiện hắn túi những đan dược kia dược liệu quá nặng, ông già thân thể không nhất định chịu nổi, chỉ có thể xóa bỏ. Hạ Nhược Tuyết đi tới Diệp Thần bên người, nhẹ giọng nói, Diệp Thần, ngoại bà thật có thể tỉnh lại sao? Diệp Thần cười cười nói, ta đã đáp ứng chuyện ngươi, lúc nào không có làm được. Hạ Nhược Tuyết mới vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện trên giường bệnh ngoại bà ho nhẹ mấy tiếng, nàng con ngươi vui mừng, vội vàng vọt tới. Hạ mẫu cũng là khá là kích động, thanh âm run rẩy, mụ, ngươi. Ngươi đã tỉnh chưa? Trên giường bệnh cụ già mở mắt ra, vậy trong mắt đục ngầu thoáng qua một tia ánh sáng, đưa tay ra, nước.
Hạ Nhược Tuyết vội vàng rót một ly nước ấm, thận trọng đỡ dậy cụ già đứng dậy, ngoại bà, uống nhanh, chậm một chút. Cụ già uống nước xong sau đó, con người rơi vào Diệp Thần trên mình. Mới vừa rồi mặc dù hôn mê, nhưng là một ít chuyện tình nàng là biết. Thậm chí mấy ngày nay phòng bệnh phát sinh hết thảy chuyện, nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nàng muốn phản hồi cho người khác, muốn nhúc nhích thân thể, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Loại cảm giác này giống như nhốt ở trong bóng tối vậy, vô cùng khó chịu. Diệp Thần đi tới, mới vừa muốn nói chuyện, trên giường bệnh cụ già liền dự định đứng dậy quỳ xuống Diệp Thần trước mặt. Đây chính là ân cứu mạng à, không thể là báo. Diệp Thần y, nhận ta một bái. Diệp Thần vội vàng nâng cụ già, không để cho nàng quỳ xuống, cũng nói, ngoại bà, ngươi làm cái gì vậy à, ta là Nhược Tuyết bằng hữu, hỗ trợ không phải phải sao. Ngươi như vậy quỳ ta, nhưng mà hại chết ta à. Hạ Nhược Tuyết cũng là giống vậy đỡ ngoại bà, khuyên nhủ, ngoại bà, Diệp Thần là người mình đâu, ngươi không cần như vậy. Huống chi hắn còn thiếu ta một cái ân huệ đâu, lần trước và ta ngủ. Thanh âm đột nhiên hơi ngừng. Nói lỡ miệng. Hạ Nhược Tuyết thân thể cũng cứng lên, không chỉ như vậy, Hạ Mẫu và cụ già đều có chút bối rối. Mấy giây sau đó, giường bệnh cụ già kịp phản ứng, trong mắt mang một nụ cười châm biếm, vỗ một cái Diệp Thần tay, kích động nói, Diệp Thần y được a, so cái gì đó Tần gia xúc sinh, thật tốt hơn nhiều. Nhược Tuyết. Ngoại bà giúp đỡ ngươi và Diệp Thần sự việc, ngoại bà tuổi tác cũng lớn, nếu như có thể ôm cái cháu trai thì tốt hơn. Hạ Nhược Tuyết vậy gò má trắng nõn đỏ ửng đến trình độ cao nhất. Ngoại bà, ngươi nói cái gì vậy? Diệp Thần có thể xấu xa đây. Nàng thanh âm càng ngày càng nhẹ, thậm chí liếc xéo liền xem Diệp Thần, khi phát hiện người sau đang cười hì hì nhìn nàng, nàng mặt đều đỏ đến cổ gốc. Trạng vạng tối 5 giờ. Diệp Thần từ tỉnh Chiết Giang Bệnh viện Nhân dân số 1 đi ra, cụ già mới vừa tỉnh lại, Hạ Nhược Tuyết và Hạ Mẫu tự nhiên phải bồi. Vốn là cụ già dự định để cho Hạ Nhược Tuyết đưa Diệp Thần, nhưng là Hạ Nhược Tuyết xảy ra loại chuyện này, nào còn dám à? Diệp Thần vậy không có cưỡng cầu, trực tiếp gọi điện thoại cho Tiểu Đặng, để cho hắn tới đón mình. Lúc trên xe, Diệp Thần ngược lại là nhận được Hạ Nhược Tuyết tin nhắn ngắn, nói là ngày mai sẽ dọn tới biệt thự. Lần này, Hạ gia không người nào dám ngăn trở, đoán chừng là Hạ Nhược Tuyết ngoại bà ở sau lưng hết sức giúp đỡ. 20 phút sau đó, Diệp Thần trở lại biệt thự, mới vừa mở ra cổng biệt thự, hắn con người hiện lên lạnh, trong tay ngưng tụ ra một đạo đao gió, trực tiếp bắn đi ra ngoài. Biệt thự có người. Trước mắt chỉ có hắn một người ở, căn bản không có thể xuất hiện những người khác. Ngay tại lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ngày hôm qua xem sạch người ta, nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người. Nam nhân quả nhiên không phải thứ tốt gì. Diệp Thần đóng cửa lại, tự nhiên phát hiện ghế salon ngồi một cái khí chất lãnh đạm người đẹp. Lục Hàn Sương. Để cho hắn bất ngờ là, Lục Hàn Sương lại có thể dễ như trở bàn tay thủng hắn đao gió. Xem ra cái này bé gái thực lực không kém. Diệp Thần ngồi ở trên ghế salon, có nhiều thú vị nhìn Lục Hàn Sương. Ngày hôm nay Lục Hàn Sương ngược lại là không có mặc một tiệc quần áo đen, ngược lại là một cái màu trắng quần thường, một đôi giày thể thao, cộng thêm một bộ màu trắng vệ y, mặc dù phổ thông, nhưng là ăn mặc trên người của đối phương, nhưng đem đối phương khí chất và vóc người làm nổi lên tinh tế. Ta nhớ được ta nói qua, ngươi không thể lại bước vào căn biệt thự này đi. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Đối phương phá xấu xa hắn quy tắc, ngay cả là một người đẹp. Diệp Thần cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Lục Hàn Sương khóe miệng phác họa một đạo nụ cười, đứng dậy, ta Lục Hàn Sương không thích thiếu ân huệ, nhưng là ta thiếu ngươi ba cái, ngươi chạy khỏi không hết. Ngày hôm nay, ta tới còn cái nhân tình thứ nhất. Nói xong, Lục Hàn Sương mở ra điện thoại di động thu âm. Trong thu âm, rất nhanh liền truyền đến một đoạn đối thoại. 20 giây sau đó, thu âm kết thúc. Lục Hàn Sương nhìn một cái Diệp Thần, liền nói ta đây là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Tần gia lại ra cao như vậy giá cả mua mạng ngươi, để cho ngươi không sống qua tối nay. Vốn là ta khá tốt kỳ có ai thực lực này để cho Tần gia như vậy tức giận, nhưng là làm ta phát hiện phòng bệnh VIP người là ngươi thời điểm, ta liền chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này, hơn nữa giết một người khác, làm ngươi dê thế tội,
bảo vệ liền ngươi một mạng. Ngươi nói, cái này có tính hay không ân huệ? Lục Hàn Sương vốn lấy là Diệp Thần sẽ cảm tạ mình mấy phần, nhưng phát hiện Diệp Thần lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, Lục Hàn Sương, ngươi quá tự cho là, mời ngươi làm rõ ràng một chuyện, không phải Tần gia muốn giết ta, mà là ta muốn tiêu diệt Tần gia. Nếu như các người Huyết Mai Điện tiếp nhận nhiệm vụ này, hơn nữa chọc phải ta, ta dám cam đoan, các người sẽ cùng Tần gia kết quả như nhau. Đến lúc đó chính là Huyết Mai Điện, không sống qua tối nay. Diệp Thần thanh âm lộ ra vô cùng rùng mình. Lục Hàn Sương bối rối, diễn cảm vô cùng cổ quái. Ai có thể nghĩ tới, tên này lại có thể ngược lại uy hiếp Huyết Mai Điện. Huyết Mai Điện nhưng mà Hoa Hạ võ đạo giới đệ nhất sát thủ tổ chức. Cường giả vô số. Chỉ cần ngươi trả nổi đầy đủ giá cả, Hoa Hạ tất cả cường giả cũng có thể tru diệt. Kia sợ thất bại, Huyết Mai Điện liền sẽ phái ra mạnh hơn võ đạo sát thủ đi đối phó ngươi. Mấu chốt nhất là, Huyết Mai Điện có một vị Hoa Hạ tông sư bảng trước 30 cao cấp cường giả tồn tại. Chọc tới Huyết Mai Điện, chỉ có một con đường chết. Nàng ngày hôm qua giết Từ gia gia chủ, chính là một vị thân phận không thấp võ đạo cường giả. Diệp Thần, người không muốn cuồng ngông, mời ngươi làm rõ ràng, ta là ở cứu ngươi. Lục Hàn Sương nói. Cứu ta, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào một miếng cửa phòng trên, lạnh lùng nói, thật xin lỗi, không cần. Dứt lời, Diệp Thần thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện ở cánh cửa kia trước, chân khí bùng nổ, một quyền đánh ra. Cửa vỡ vụn, mạt gỗ bay múa đầy trời. Một người đàn ông lại đang cửa sau lưng cất giấu. Người đàn ông hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần sẽ phát hiện mình, không do dự nữa, trong tay xuất hiện một cái đoản đao, kinh khí cuồn cuộn, trực tiếp hướng Diệp Thần ngực chém tới. Tốc độ rất nhanh, nhưng là Diệp Thần nhanh hơn. Hắn vậy như ưng giống vậy năm ngón tay trực tiếp ụp lên người nọ cổ trên, máu tươi phun ra, lực 500kg bùng nổ. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Người đàn ông kia rất miễn cưỡng bị nện xuống đất. Máu thịt mơ hồ. Lục Hàn Sương, nhớ. Nghịch thiên, còn có ngoại lệ. Nghịch ta, tuyệt không sức sống. Lục Hàn Sương sắc mặt đại biến. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cái đó trên đất toàn thân là máu người đàn ông. Bởi vì cái này người đàn ông đồng dạng là Huyết Mai Điện. Lần này Tần gia lại có thể làm bản lĩnh chuẩn bị. Không chỉ nàng tiếp nhận nhiệm vụ. Lại còn có người vậy tiếp nhận chém chết Diệp Thần nhiệm vụ. Mấu chốt, Diệp Thần là làm sao phát hiện? Hắn rõ ràng mới vừa vào nhà à. Trên đất người đàn ông truyền tới rên rỉ thống khổ, hắn cảm giác sau lưng xương thật giống như cũng bung cái khung, không ngừng có máu tươi rỉ ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, đoạn đao một chuyển, vốn định hướng Diệp Thần xóa đi, một đôi chân to rơi xuống. Trực tiếp giẫm ở hắn trên cánh tay. Sắc sắc, cánh tay xương trực tiếp gãy lìa. À, người đàn ông lại là kêu lên, nhưng là rất nhanh, hắn thanh âm liền im bặt. Bởi vì Diệp Thần tay phải đã giữ lại hắn cổ, rất miễn cưỡng đem đối phương xách lên. Ai phái ngươi tới? Diệp Thần thanh âm như hàn băng. Để cho người đàn ông này như sắp vực sâu, như rơi vào hầm băng. Nam sắc mặt người trắng bệch, dần dần chuyển xanh lơ. Nghẹt thở cảm giác để cho hắn cảm giác được vô cùng thống khổ, hắn liều mạng vùng vẫy, nhưng phát hiện căn bản kiếm không thoát được. Hắn ánh mắt tràn đầy tia máu. Hắn muốn nói, nhưng căn bản không nói ra. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chú ý tới người đàn ông Lưu Biển Hạ mơ hồ bây giờ có một đạo máu mai, và Lục Hàn Sương mi tâm máu mai giống nhau như đúc. Trong tay hắn kinh khí một chuyển, trực tiếp đem người đàn ông lần nữa nện xuống đất. Ken két ca. Lại là một hồi thanh âm xương vỡ vụn. Người đàn ông này cùng ngươi cùng đi. Đây chính là ngươi cái gọi là cứu ta. Diệp Thần đối với Lục Hàn Sương nhàn nhạt nói. Lục Hàn Sương sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn một cái người đàn ông kia, chợt lắc đầu. Ta cũng không biết người này tồn tại. Đáng chết, tên này lại có thể vậy nhận nhiệm vụ giống nhau. Trên đất người đàn ông từng ngụm hô hấp, sắc mặt tái nhợt đến trình độ cao nhất. Ai có thể nghĩ tới lần này muốn giết người lại như vậy khủng bố. Hắn căn bản không có lực lượng đối nghịch à. Đột nhiên, hắn vậy lãnh ý con ngươi nhìn về phía Lục Hàn Sương, tức giận nói, Lục Hàn Sương, người biết ngươi đang làm gì không?
ngươi lại có thể phá hư quy củ. Nếu như bị tổ chức biết ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta khuyên ngươi lập tức đem cái này người đàn ông chém chết, nếu không ngươi tự thân khó bảo toàn. Câu nói sau cùng cơ hồ là hắn gầm thét nói ra được. Diệp Thần nhìn lướt qua trên đất người đàn ông, trực tiếp một cước giẫm ở trên người của đối phương, ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, ngươi dám giết ta, đều chết hết, ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Thần bỗng nhiên phát lực, một cước dưới, người đàn ông này tất nhiên thành là vong hồn. Ngay tại lúc này, Lục Hàn Sương kịp phản ứng, vội vàng nói, đừng giết hắn. Giết hắn, huyết mai điện tất nhiên biết hắn thi hành nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó sẽ có người đến cửa điều tra kỹ chuyện này, nếu như biết là ngươi giết, sự việc thì phiền toái, huyết mai điện sẽ phái ra cao thủ mạnh hơn tới đuổi giết ngươi, đây đối với ngươi mà nói, nhất định chính là ác mộng. Ngươi chạy không khỏi huyết mai điện ma chảo. Đây là Lục Hàn Sương lớn nhất lo lắng. Nếu không nàng vậy nguyện ý ra tay chu diệt người đàn ông này. Diệp Thần do dự mấy giây, nếu quả thật là như vậy, cái này huyết mai điện cũng không có cần thiết tồn tại. Trên đất người đàn ông gặp Diệp Thần không có động thủ, thuận tiện lấy là Diệp Thần kiêng kỵ huyết mai điện điên cuồng đuổi giết. Hắn lạnh lùng cười lên, khá là dữ tợn, đối với Diệp Thần nói, thằng nhóc, bây giờ biết đắc tội ai đi, dám trêu huyết mai điện, ngươi là tìm chết. Bây giờ quỳ xuống ta trước mặt cầu xin tha thứ, ta có thể sẽ cân nhắc. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần một cước đạp xuống. Người đàn ông ngực ngay tức thì xuất hiện một cái lỗ thủng, hắn chợt khạc ra một ngụm máu tươi, vô tận tự ý bao quanh hắn. Ở hắn trước khi chết, một đạo thanh âm đạm mạc ở hắn vang lên bên tai. Ta nói, huyết mai điện nếu như còn dám chọc ta, xóa đi chính là. Hắn con người phóng đại. Căn bản không nghĩ tới để cho vô số võ đạo cường giả văn gió mất vía huyết mai điện lại đang cái này người thanh niên trước mặt không chịu được như vậy. Xóa đi. Ngươi có tư cách xóa đi sao? Lục Hàn Sương mắt đẹp lộ ra sâu đậm sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, trên đất người đàn ông hoàn toàn chết. Một cước dưới, Diệp Thần và huyết mai điện lương tử hoàn toàn kết. Tên này là tên điên sao? Hoàn toàn không suy nghĩ hậu quả. Ngươi một cước này nhưng là phải ngươi bỏ ra sinh mạng giá phải trả à. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Thần trở lại trên ghế salon, cầm ra một gói thuốc lá, rút ra một cây, trực tiếp gắn lên miệng. Đốm lửa nhỏ lóe lên, khói mù trong nháy mắt lượn quanh. Lục Hàn Sương mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần lên tiếng, nếu ngươi là người huyết mai điện, liền đem người này thi thể vậy mang đi, còn nữa. Ta không hy vọng biệt thự có một giọt các người huyết mai điện rác dưới máu. Hắn thanh âm rất là bình thản, nhưng mang không cho phản bác cảm giác. Lục Hàn Sương mặt đẹp sương lạnh. Ai có thể nghĩ tới cái này Diệp Thần mình giết người, lại còn muốn nàng một cái người huyết mai điện tới dọn dẹp thi thể. Chẳng lẽ mình là hắn người làm? Diệp Thần, người đừng lấy là cứu ta, là có thể ra lệnh như vậy ta, huyết mai điện sự việc, người đã đem mình đưa tới tuyệt lộ. Ngươi căn bản không biết ngươi đắc tội thế lực có kinh khủng dường nào. Ngươi cả đời này cũng biết sống ở trong bóng ma, cho đến chết đi một khắc kia, ngươi mới hiểu mình làm hết thảy có bao nhiêu hoang đường. Lục Hàn Sương gằn từng chữ. Nói là nhắc nhở, càng nhiều hơn chính là uy hiếp. Nếu như không phải là Diệp Thần cứu nàng, nàng mới sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Diệp Thần nhìn một cái Lục Hàn Sương, nói, xử lý xong thi thể, nhớ được đóng cửa lại. Không đưa. Ngươi Lục Hàn Sương thật là muốn chọc giận nổ. Cho dù như vậy, nàng vẫn là yên lặng đem thi thể xử lý sạch sẽ. Nàng biết huyết mai điện thủ đoạn, người đàn ông này chết, nàng phải dùng hết tất cả biện pháp xóa sạch tất cả chứng cứ. Ít nhất có thể để cho Diệp Thần sống lâu mấy ngày. Nàng không hy vọng thiếu Diệp Thần người bất kỳ tình. Một khi còn hoàn ba cái nhân tình kia, nàng liền rời đi tỉnh Chiết Giang. Không muốn cùng Diệp Thần lại có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Ở đóng lại cửa biệt thự ngay tức thì, Lục Hàn Sương tay dừng lại, nàng nhìn một cái ngồi trên ghế salon Diệp Thần, nói, giúp ngươi tìm dê thế tội hơn nữa xử lý thi thể, hẳn có thể coi là một cái ân huệ đi, huyết mai điện bên kia, ta sẽ kéo. Nếu như kéo không được, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói xong, nàng liền biến mất ở trong đêm tối. Cùng Lục Hàn Sương rời đi sau đó. Diệp Thần liền bấm Diệp Lăng Thiên điện thoại. Điện chủ, có gì phân phó?
Diệp Lăng Thiên thanh âm cung kính vang lên. Ngươi đối với một cái kêu là huyết mai điện tổ chức hiểu rõ nhiều ít. Diệp thần hỏi. Dẫu sao biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Cái này huyết mai điện cuối cùng là cái mìn định giờ, phải tìm cơ hội giải quyết. Bên đầu điện thoại kia Diệp Lăng Thiên ngẩn ra, liền vội vàng hỏi, điện chủ, huyết mai điện chọc tới ngươi sao? Giết một cái huyết mai điện sát thủ mà thôi. Diệp Lăng Thiên trầm tư chốc lát, liền nói, huyết mai điện là hoa hạ cao cấp tổ chức sát thủ, bởi vì một khi thất bại, liền sẽ phái ra mạnh hơn sát thủ. Đây cũng là vô số võ đạo cường giả đầu chỗ đau, nó ở hoa hạ có 36 cái chi nhánh, tỉnh Chiết Giang chi nhánh là một cái kêu là Lăng Phong người đang nắm trong tay. Thuộc hạ và người này gặp qua một lần, đối phương lòng dạ ác độc, võ đạo thực lực rất mạnh, nhưng là cùng điện chủ so với, như con kiến hôi vậy. Điện chủ không cần kiêng kỵ, nếu như huyết mai điện chân thực không có mắt, đắc tội điện chủ, thuộc hạ nguyện ý mang ám điện cường giả diệt hắn huyết mai điện tỉnh Chiết Giang chi nhánh. Diệp thần gật đầu một cái, hỏi tiếp, nếu như huyết mai điện tỉnh Chiết Giang phân bộ người đều thất bại đâu? Bọn họ sẽ làm gì? Diệp Lăng Thiên ngẩn ra, do dự mấy giây vẫn là nói, đây mới là phiền toái nhất địa phương, huyết mai điện lực lượng chân chính ở kinh thành cũng là huyết mai điện trụ sở chính, một khi chi nhánh không giải quyết được, trụ sở chính tất nhiên sẽ phái cao cấp cường giả ra tay. Biết, điện chủ, có cần hay không ám điện động thủ? Không cần. Điện thoại cúp. Diệp thần con người hiện lên một tia rét lạnh, liền xem cái này huyết mai điện sẽ không tiếp tục đến tìm hắn phiền toái. Nếu như lại không có mắt, như vậy huyết mai điện cũng không có cần thiết tồn tại. Kinh thành, cao cấp cường giả, ở ta Diệp thần trước mặt, thì như thế nào? Diệp thần lấy ra đá màu đen, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, ngày hôm nay liền một lần hành động đột phá khí động cảnh tầng thứ 3 đi. Chỉ cần có tuyệt đối thực lực, khó giải quyết đi nữa người hoặc là chuyện, một kiếm bổ ra chính là. Đá màu đen trôi lơ lửng ở Diệp thần quanh thân, ban đầu hấp thu ngọc bội linh khí điên cuồng phóng thích. Ngay tức thì, toàn bộ biệt thự đều tràn đầy linh khí. Diệp thần ăn vào hai viên đan dược, một cổ cực mạnh dược liệu ở đan điền nổ bể ra. Ngoại giới vô số linh khí lại là hướng hắn thân thể vọt tới. Diệp thần vận chuyển cửu thiên huyền dương quyết. Một cổ ánh sáng màu vàng lao ra hắn quanh thân, tựa như một con du long. Biệt thự chi đỉnh vang lên từng cơn long khiếu, sau đó ánh sáng hướng Diệp thần đỉnh đầu đi. Thời gian chậm rãi lưu động, Diệp thần trên người khí thế càng ngày càng khủng bố. Ở đan điền năng lượng tụ tập đến đỉnh cấp lúc đó, Diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng, phá. Vô số chân khí hướng một đạo trói buộc phóng tới. Lần đầu tiên, thất bại. Lần thứ hai, vẫn là thất bại. Diệp thần trên người quần áo toàn đều ướt đẫm. Lần thứ ba, ùm ùm. Hắn thân thể tựa như sóng lớn lao nhanh, một cổ cực mạnh hơi thở thế như trẻ tre xông phá hết thảy trói buộc. Vậy đạo trói buộc ngay tức thì bị vỡ ra tới. Vô số linh khí bao trùm toàn thân, sảng khoái đến trình độ cao nhất. Diệp thần mở mắt ra, hắn cảnh giới vững vàng dừng lại ở khí động cảnh tầng thứ ba. So tưởng tượng nhanh mấy phần. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, phát hiện đã rạng sáng 3 điểm, hắn đi ra bên ngoài, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo đao gió bắn đi ra ngoài. Ngoài trăm thước một viên cây lớn, ầm ầm sụp đổ. Xem ra càng về sau, một cái cảnh giới nhỏ mang đến tăng lên lại càng lớn. Sau đó, Diệp thần trở lại lầu 3 gian phòng, tắm một cái, nằm ở trên giường. Lòng bàn tay hắn nắm đá màu đen. Ngay tức thì xuất hiện ở trong luân hồi mộ địa. Tòa kia duy lóe lên một cái trước ánh sáng mộ bia, đã hoàn toàn hiện ra. Hiển nhiên là có thể dẫn động. Hắn còn phát hiện, lần này không còn là Trần Kình Thương ba chữ này, mà là Liệt Hỏa Tông, Trần Kình Thương. Phía dưới có một nhóm thật nhỏ chữ. Ta một tay, có thể đốt diệt vạn vật. Diệp thần có thể cảm giác đến cái này mộ bia trong, ẩn chứa uy áp so La Vân Thiên vậy một tòa mạnh hơn. Còn như câu nói kia có phải hay không khoác lác, hắn cũng không biết. Mặc dù trong lòng đối với cái này Trần Kình Thương thật là tò mò, nhưng là Diệp thần vẫn là nhịn được không có dẫn động. Hắn rất rõ ràng, luân hồi mộ địa mỗi một vị đại năng, cũng chỉ có một lần dẫn động cơ hội. Một khi dẫn động, có thể mấy giờ sau đó, sẽ gặp biến mất, đưa vào luân hồi.
Cường giả loại này, là hắn lớn nhất lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ đang lúc, tuyệt đối không thể vận dụng. Dẫu sao La Vân Thiên mạnh mẽ hắn là thấy qua. Diệp Thần đem thần bí đá thu vào, nhắm mắt lại, lâm vào ngủ trong. Buổi sáng ngày thứ 28 giờ, một đạo xinh đẹp ảnh xuất hiện ở cửa biệt thự. Cô gái kéo dương hành lý, giữa eo nghiêng nhảy qua túi nhỏ, vừa vặn ở trước ngực rãnh trong xiết qua, vóc người nóng bỏng đến mức tận cùng, chính là Tôn Di. Mấy ngày tiếp theo, Tôn Di phải phụ trách toàn bộ tỉnh Chiết Giang tập đoàn Thiên Chính nghiệp vụ, tự nhiên phải sớm một bước tới tỉnh Chiết Giang làm xây dựng công tác. Tập đoàn Thiên Chính không thể nghi ngờ là nổi tiếng, lại là lửa ra chân trời. Cơ hồ mỗi ngày đều ở tìm kiếm, hot bảng trên. Không chỉ như vậy, từ sản phẩm phát bán ra đến bây giờ, cơ hồ đều là lên mạng liền đoạn hàng. Hắc thị lên giá cả lại là xào cao gấp mấy chục lần. Tập đoàn Thiên Chính nhảy một cái trở thành tỉnh Chiết Giang, thậm chí còn hoa hạ minh tinh xí nghiệp. Bởi vì Diệp Thần trước ngay tại trên WeChat đem cửa mật mã nói cho Tôn Di trực tiếp kéo dương hành lý tiến vào. Nàng đem dương hành lý cất xong, liền thận trọng lên lầu. Rất nhanh, nàng liền đi tới Diệp Thần gian phòng, cửa phòng khép hờ, nàng nhẹ nhàng mở cửa, mới vừa định cho Diệp Thần ngạc nhiên mừng rỡ, một đôi bàn tay trực tiếp ôm qua nàng thắt lưng. Đem nàng ôm vào trong ngực. Diệp Thần thân thể một chuyển, hung hãn đem Tôn Di đặt ở dưới người. Tôn Di quyệt miệng, không vui nói, vốn là định cho ngươi cái ngạc nhiên mừng rỡ, nguyên lai ngươi đã sớm biết ta trở về, hừ. Diệp Thần cười một tiếng, đừng nói toàn bộ biệt thự, liền liền động tĩnh bên ngoài, hắn cũng có thể rõ ràng phát hiện. Hắn sớm liền phát hiện Tôn Di ở dưới lầu, nếu không cửa cũng không khả năng khép hờ. Diệp Thần không nói gì, trực tiếp sâu đậm hôn Tôn Di. Có hay không muốn ta? Tôn Di tránh thoát Diệp Thần, nghiêm túc nói. Dĩ nhiên muốn. Tôn Di thật dài lông mi mau nháy, trắng nõn cánh tay chợt đến Diệp Thần bắp đùi bộ, sau đó nắm thật chặt nơi nào muốn nhất ta. Là nơi này sao? Ngươi đoán, Diệp Thần bị Tôn Di như vậy thiêu động, ngay tức thì có một tia lửa dục. Rất nhanh, củi khô lửa cháy bừng bừng, trên hai người không có một tia trói buộc, một chàng thân thể đại chiến đánh vang. Đến trưa, hai người mới dậy. Tôn Di mặc xong quần áo, rất là thỏa mãn, cười hì hì hướng về phía Diệp Thần nói, ta không có ở đây mấy ngày nay, cũng phát hiện ngươi gầy, bổn cung cho tiểu thần tử làm cơm chưa đi, dẫu sao mới vừa rồi vận động, tiểu thần tử cống hiến rất lớn. Ngay tại Tôn Di chuẩn bị lúc rời đi, nàng tầm mắt đột nhiên liếc tới trên bàn ảnh chụp. Ảnh chụp là 5 năm trước tấm ảnh. Trừ Diệp Thần, còn có một vị khá là anh tuấn trung niên nam tử cùng với ôn hòa thiếu phụ. Lộ vẻ lại chính là Diệp Thần phụ mẫu. Tiểu thần tử, đây là ảnh gia đình ngươi sao? Diệp Thần ngẩn ra, nhìn một cái ảnh chụp, phức tạp gật đầu một cái. Đây là Diệp Thần nhờ Long Hồn dùng thủ đoạn đặc biệt trả lại như cũ cao thanh bản. Cái biệt thự này tóm lại ít một chút nhà cảm giác, để lên tờ này tấm ảnh cũng có thể không ngừng nhắc nhở hắn. Một khi Nam Giang Vương hoặc là Long Hồn tra được cái đó kinh thành Long gia cụ thể tung tích, hắn liền lập tức đạp ở kinh thành. Tôn Di luôn cảm giác có chút không đúng, cau mày cầm lên ảnh chụp, cẩn thận nhìn. Diệp Thần đứng lên, đi tới Tôn Di bên người, hỏi thế nào? Chẳng lẽ không đúng sao sức lực sao? Tôn Di không nói gì, dẫu sao Diệp Thần phụ mẫu đã chết, dính dấp đến cái đề tài này nói không chừng sẽ để cho Diệp Thần thương cảm. Nhưng là cái này tấm ảnh quá cổ quái. Do dự hồi lâu, Tôn Di chỉ trong hình một chỗ ngồi nói, tiểu thần tử, mẹ ngươi trên cổ có một viên chỉ sao? Vẫn là nói, đây là đồ bẩn. Diệp Thần cảm giác được không đúng, nhìn một cái, nghiêm túc nói, từ nhỏ đến lớn, cổ nàng lên thì có một viên chỉ, rốt cuộc thế nào? Kỳ quái, Tôn Di đôi mi thanh tú càng phát ra nhíu chặt, không nên à? Mấy giây sau đó, Tôn Di liền nhìn về phía Diệp Thần, nói tiểu thần tử, ta cảm giác có cái gì không đúng à, bởi vì 5 năm trước ba mẹ ngươi thi thể là ta xử lý, lại là ta tự mình mang đi hỏa táng, nhưng là ta rõ ràng nhớ được lúc ấy cổ nàng lên không có một ruồi à. Diệp Thần ngẩn ra, Tôn Di những lời này, giống như sấm sét giữa trời quang vậy. Ngươi, có thể hay không nhớ lộn? Diệp Thần bắt được Tôn Di tay nói. Tôn Di suy nghĩ một chút. Lắc đầu như chống lắc, sẽ không,
Bởi vì ta lúc ấy lần đầu tiên khoảng cách gần tiếp xúc thi thể, thật ra thì sợ muốn chết, cho nên đối với ta lại nói, ấn tượng đặc biệt sâu, thậm chí có một đoạn thời gian, ngày ngày làm mộng chính là cái này hình ảnh. Ngươi nói sẽ không xảy ra chuyện trước, mẹ ngươi trừ đi. Bởi vì hình dáng quả thật và trong hình như nhau. Diệp Thần không nói gì, con ngươi có trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vân Hồ Sơn Trang ngày đó, mẫu thân trên cổ mụt ruồi, vẫn còn ở. Tôn Di là cái cuối cùng tiếp xúc bọn họ thi thể người. Mà dưới mắt, Tôn Di câu trả lời chỉ có hai loại có thể. Thứ nhất, phụ mẫu thi thể bị người đánh cháo. Thứ hai, phụ mẫu có thể còn sống. Diệp Thần chân thực không nghĩ ra, ai sẽ đánh cháo hắn phụ mẫu thi thể. Nếu như phụ mẫu còn sống, tiếp theo tất nhiên sẽ biết tập đoàn Thiên Chính sự việc. Đến lúc đó nếu như phát hiện tập đoàn Thiên Chính người đại diện trước luật pháp kêu Diệp Thần, tự nhiên sẽ đến tìm mình. Hắn cảm giác sau lưng cấp cấp sinh lạnh, năm đó Vân Hồ Sơn Trang sự việc xa không có nghĩ giống ở giữa đơn giản như vậy. Tôn Di cảm thấy Diệp Thần cần an tĩnh một chút, liền le lưỡi một cái nói, tiểu thần tử, ta đi trước nấu cơm, người vậy đừng suy nghĩ nhiều. Cùng Tôn Di rời đi sau đó, Diệp Thần trực tiếp gọi cho Lôi Thụ Vĩ điện thoại. Lôi Thụ Vĩ, ngươi bây giờ ở đâu? Ta phải lập tức gặp ngươi. Còn nữa, ta cần năm đó Vân Hồ Sơn Trang hết thảy chi tiết. Bên đầu điện thoại kia Lôi Thụ Vĩ ngẩn ra, nếu như là những người khác loại giọng nói này đối với hắn nói chuyện, hắn sớm liền ngủm, có thể hết lần này tới lần khác là Diệp Thần. Mặc dù rất kỳ quái, nhưng là nghe được Diệp Thần vô cùng nghiêm túc giọng liền biết đạo xảy ra đại sự. Không do dự nữa. Nói thẳng, ta để cho tiểu đẳng tới đón ngươi, một tiếng sau đó, căn cứ gặp. Được. Diệp Thần đi xuống lầu, và Tôn Di nói muốn đi ra ngoài sự việc, Tôn Di liền xuống chén mỹ vị mì sợi. Nàng buổi chiều vừa vặn vậy muốn đi ra ngoài, bởi vì Thẩm Hải Hoa chờ một hồi muốn tới tỉnh Chiết Giang và tỉnh Chánh Phủ đối tiếp hạng mục. Rất nhanh, Diệp Thần liền nhận được tiểu đẳng điện thoại. Hắn mới vừa dự định ra cửa. Liền phát hiện tiểu đẳng đang ngăn một cô gái, không để cho đối phương vào khu biệt thự. Thế nào? Diệp Thần nói. Lời nói rơi xuống, người phụ nữ kia liền xoay người lại, để cho Diệp Thần bất ngờ là, lại có thể hắn biết. Sở Thục Nhiên. Cái này con đê tiện làm sao tới? Mấu chốt nàng làm sao biết nơi này? Tiểu đẳng vội vàng đi tới, đối với Diệp Thần nói, Diệp tiên sinh, người phụ nữ này nhất định phải gặp ngươi. Nàng còn nói biết ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không nhận biết. Nói xong, hắn liền chuẩn bị lên xe. Sở Thục Nhiên gặp Diệp Thần phải đi, vội vàng vọt tới, lại là quỳ ở Diệp Thần trước mặt, ôm lấy Diệp Thần hai chân, nói, Diệp Thần, ngươi. Ngươi làm sao có thể không nhận biết ta ư? Chúng ta trường cấp 3 là bạn học cùng lớp, ngươi đã từng còn nói qua thích ta, chúng ta tháng này còn gặp qua mấy lần, mặc dù có chút không vui mau. Nhưng là ta biết ngươi trong lòng nhất định còn có ta, có đúng hay không? Sở Thục Nhiên không có lựa chọn. Phụ thân hắn bởi vì một chuyện đắc tội Ninh Ba võ đạo gia tộc Mạnh Gia. Bây giờ Kim Gia và Tưởng Gia đều biến mất, Mạnh Gia ở Ninh Ba uy tín vô cùng khủng bố. Mạnh Gia tuyên bố muốn hủy diệt Sở Gia, duy nhất có thể ngăn cản Mạnh Gia cũng chỉ có Diệp Thần. Hơn nữa bọn họ Sở Gia rất rõ ràng, Mạnh Gia làm như vậy. Không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Thần nhìn. Dẫu sao Ninh Ba ba đại võ đạo gia tộc, hai cái biến mất, đều cùng Diệp Thần có chút liên lạc. Mạnh gia vì tự vệ, lấy lòng Diệp Thần, đầu tiên nghĩ tới dĩ nhiên là cầm Sở gia khai đao. Nàng không có lựa chọn. Diệp Thần nhìn lướt qua đối phương, mang ra chân phải trực tiếp đem đối phương đá ra ngoài. Sở Thục Nhiên trực tiếp quăng mấy mét ra, khóe miệng lại là tràn ra máu tươi. Nếu như lại để cho ta thấy được ngươi xuất hiện ở ta biệt thự, giết chết không bị tội. Buổi chiều 2 giờ, Long Hồn căn cứ. Phòng họp đặc TH. Diệp Thần gặp được Ứng Kình cùng với Lôi Thụ Vĩ. Ứng Kình cầm trong tay một đống bí mật hồ sơ bỏ vào Diệp Thần trước mặt. Diệp tiên sinh, đây là Long Hồn nắm giữ liên quan tới ban đầu Vân Hồ Sơn Trang hết thảy chi tiết. Cảm ơn, Diệp Thần nói. Nghe được cái này hai chữ. Ứng Kình và Lôi Thụ Vĩ đều ngơ ngẩn. Cái này sát thần lại còn sẽ nói cái này hai chữ. Trời à! Cái này so với sao chổi đụng trái đất còn khó hơn à! Hai người nhìn nhau,
cũng nhìn thấu lẫn nhau trong ánh mắt khiếp sợ. Diệp Thần hoàn toàn không để ý đến hai người, lật ra hồ sơ lên tất cả nội dung, chuyện vô cự tế. 20 phút sau đó, Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lôi Thụ Vĩ, hỏi, năm đó, người chắc chắn ta phụ mẫu đều chết hết. Lôi Thụ Vĩ diễn cảm đổi là vô cùng quái dị, Diệp tiên sinh, đều xuống chết báo cáo, cái này chẳng lẽ còn có giả. Nhưng là ta phát hiện, có người có thể đổi cho nhau cha mẹ ta thi thể. Diệp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên. Cái gì? Lôi Thụ Vĩ và Ứng Kình sắc mặt đồng loạt đại biến. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là rất rõ ràng, cái này không phải là không có khả năng. Đối với một ít đặc thù phạm nhân tử hình, nếu như đối với quân đội có giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ dùng thủ đoạn man thiên quá hải. Thậm chí cho đối phương một cái thân phận mới. Nhưng là Diệp gia vợ chồng, vậy quá quỷ dị đi. Không có ai sẽ làm như vậy à? Hơn nữa muốn trước mặt nhiều người như vậy man thiên quá hải, cái này muốn thủ đoạn gì? Diệp Thần lại đem Tôn Di phát hiện nói ra, Lôi Thụ Vĩ chân mày càng nhíu chặt. Mấy giây sau đó, hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Thần, nói, Diệp tiên sinh, năm đó chuyện này cũng không phải là long hồn xử lý, hồ sơ trên nội dung chẳng qua là mạng lưới liên lạc số liệu, nếu như Diệp tiên sinh thật muốn biết năm đó một ít chi tiết, cần phải đi tìm một người. Ai? Diệp Thần đứng lên. Chuyện này quan hệ đến năm đó Vân Hồ Sơn Trang, đối với Diệp Thần mà nói vô cùng trọng yếu. Lôi Thụ Vĩ cầm lấy điện thoại ra, thao tác mấy cái, màn ảnh hiện ra một bản tấm ảnh. Hắn đưa điện thoại di động đẩy ra, nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, người này kêu Trung Vĩ Sơn, 5 năm trước, hắn phụ trách xử lý Ninh Ba thậm chí còn tỉnh Chiết Giang đặc thù án kiện, Vân Hồ Sơn Trang chuyện này chính là hắn toàn quyền phụ trách, ban đầu thi thể hắn cũng là thời gian đầu tiên tiếp xúc. Trung Vĩ Sơn, bây giờ ở nơi nào? Diệp Thần nói. Nghe được câu này, Lôi Thụ Vĩ có chút do dự. Hồi lâu mới nói, nhắc tới, cái này Trung Vĩ Sơn cũng là mệnh đồ bi thảm, 3 năm trước, hắn nhi tử ngày đám cưới, vốn là kiện vui mừng sự việc, kết quả hắn cô con dâu lại đang ngày đó bị người làm bẩn, bởi vì bị đả kích, cô con dâu nhảy sông. Hắn nhi tử cũng là dưới cơn nóng giận, giết vào tỉnh Chiết Giang đường ra, nhưng là còn không có tìm được đầu sỏ, hắn nhi tử liền bị đường ra cường giả chém giết. Trung Vĩ Sơn hai đả kích nặng, mấy chục năm bình tĩnh thất bại trong gang tấc, hắn vận dụng quyền lực của mình trả thù đường ra, mặc dù trọng thương liền đường ra, nhưng là hắn vậy bỏ ra giá thê thảm, cả người tu vi bị phế, lâm vào là phế nhân, còn bị đưa vào tỉnh Chiết Giang số một ngục giam. Diệp Thần con người đông lại một cái, người nói đường ra không phải là đường ngạo chứ. Lôi Thụ Vĩ gật đầu một cái, tỉnh Chiết Giang chỉ có một đường ra, đường ngạo là gia chủ, lại là tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng, coi như là tỉnh Chiết Giang cao cấp quyền thế, Trung Vĩ Sơn một nhà làm sao chọc nổi bọn họ. À, Trung Vĩ Sơn cả đời thật ra thì không việc gì điểm nhơ, lại không nghĩ rằng ở mau về hưu thời điểm, động đường ra cái này tôn đồ vật khổng lồ. Đây cũng là ta gần đây điều tra Vân Hồ Sơn Trang sự việc mới phát hiện. Diệp Thần con ngươi lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới tỉnh Chiết Giang lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Mặc dù hoang đường, nhưng là người bình thường chơi thế nào qua loại này cao cấp quyền thế. Trung Vĩ Sơn nói thế nào đi nữa cũng là một cái phụ thân, mình nhi tử và con dâu đều bị đường ra hại chết, nguyên bản hạnh phúc sinh hoạt bị phá hư, đả kích này thực sự quá lớn. Đừng nói vận dụng quyền lợi, coi như liều cái mạng già, phỏng đoán vậy phải nghĩ biện pháp khiêu động đường ra. Nhưng mà hắn đánh giá thấp tỉnh Chiết Giang thực lực của đường ra. Diệp Thần một trưởng vỗ ở trên bàn, tức giận nói, Trung Vĩ Sơn làm sao cũng coi là người quốc gia chẳng lẽ không quản chuyện này. Lôi Thụ Vĩ thở dài một cái, Diệp tiên sinh, cái thế giới này không có người tưởng tượng tốt như vậy, phồn vinh dưới lại có nhiều ít không muốn người biết sự việc. Giống như Trung Vĩ Sơn loại chuyện này, tỉnh Chiết Giang thậm chí còn hoa hạ phát sinh quá nhiều. Cái thế giới này trở về rốt cuộc là quyền lợi người thế giới, không có thực lực, không có bối cảnh, chỉ có người khác chơi phần ngươi. Đường ngạo nhi tử làm bẩn người ta hoa cúc vàng con gái, mua thông hết thảy quan hệ, lau đi liền hết thảy chứng cớ, ngươi có thể làm sao? Chẳng lẽ khiêu động đường ra? Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội mấy chữ này cũng không phải là trưng bày. Không phải vạn bất đắc dĩ,
quốc gia cũng không nguyện ý đụng chạm cái này một tầng lợi ích. Võ đạo cường giả là hoa hạ tư nguyên khan hiếm, Đường Ngạo và Trung Vĩ Sơn cái nào trọng yếu. Đối với một ít lợi ích tập đoàn mà nói dĩ nhiên là Đường Ngạo. Ta đây là muốn động Đường Ngạo nhi tử, nhưng là 3 năm trôi qua, chứng cớ và nhân chứng cũng không có, chuyện này chẳng qua là Trung Vĩ Sơn một nhà nói như vậy, ta làm sao bắt người. Diệp Thần chế trụ nội tâm tức giận, nói Trung Vĩ Sơn tại sao phải ở tỉnh Chiết Giang số 1 ngục giam. Hắn có thể quản những chuyện kia, tự nhiên có chút thực lực, hắn ngàn không nên vạn không nên, tùy tiện vận dụng công quyền đối phó Đường gia. Lôi Thụ Vĩ giải thích, mang ta đi tỉnh Chiết Giang số 1 ngục giam, ta muốn gặp Trung Vĩ Sơn. Diệp Thần nói, Lôi Thụ Vĩ biết Diệp Thần sẽ đề ra cái yêu cầu này, gật đầu một cái, nhưng vẫn là nhắc nhở, những năm này, Trung Vĩ Sơn thay đổi rất nhiều, hắn lệ khí rất nặng, không nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời. Người phải có chuẩn bị tâm lý. Được. Nửa giờ sau đó, tỉnh Chiết Giang số 1 ngục giam. Diệp Thần có cấp bậc thiếu tướng, tự nhiên dễ như trở bàn tay tiến vào trong đó. Lôi Thụ Vĩ cho Diệp Thần an bài một nơi đối thoại ở giữa. Không lâu lắm, tay chân đều bị còng, Trung Vĩ Sơn liền bị áp giải vào. Cửa phòng đóng lại, hết thảy dụng cụ toàn bộ đóng kín. Đây là Diệp Thần có thể được hưởng đặc quyền. Ánh đèn lờ mờ, lộ vẻ được gian phòng có chút yên tĩnh. Trung Vĩ Sơn vậy đục ngầu thêm lạnh như băng, con ngươi liền nhìn như vậy Diệp Thần, phảng phất là một đầu hung thú tùy thời có thể đem Diệp Thần ăn. Diệp Thần rút ra một gói thuốc lá, ở Trung Vĩ Sơn trước mặt quơ quơ, ngươi hút không? Trung Vĩ Sơn không để ý đến, mà là hai chưởng sen lẫn xích sắt đụng ở trên bàn, phát ra vang dội. Diệp Thần đem khói nhét vào túi. Hơn nữa móc ra một bản tấm ảnh, đặt ở Trung Vĩ Sơn trước mặt, hỏi, trong hình hai người, người biết sao? Trung Vĩ Sơn nhìn lướt qua tấm ảnh, giận dữ hét, cút. Ta bỏ mặc ngươi là ai, cách ta xa một chút. Diệp Thần như cũ đem tấm ảnh đặt ở Trung Vĩ Sơn trước mắt, nhàn nhạt nói, trong hình hai người, là ta phụ mẫu, bọn họ chết, chết ở 5 năm trước Vân Hồ Sơn Trang, năm đó vụ án này là ngươi phụ trách. Trung Vĩ Sơn trong mắt đều là tia máu, không nói gì, nhưng là nhưng gắt gao nhìn chằm chằm trong hình hai người. Diệp Thần tiếp tục nói, ta và ngươi trải qua tương tự, ta ban đầu nhìn tận mắt ta phụ mẫu chết ở ta trước mặt, vẫn bị một cái cơ hồ cái tay che trời người đàn ông giết chết, ta lúc ấy quá yếu, yếu đến liền phản kháng quyền lực cũng không có. Ta hiểu ngươi loại cảm giác đó, ta cũng hiểu ngươi chán ghét hận cái thế giới này nguyên nhân. Trung Vĩ Sơn diễn cảm có chút thay đổi. Diệp Thần không có dừng lại, ta biến mất 5 năm, 5 năm này, ta bị trên thế giới trầm trọng nhất hành hạ, sống không bằng chết, duy nhất để cho ta sống lý do chính là trả thù, trên người ta lệ khí so ngươi còn nặng, nhưng là cái này lệ khí ta chỉ biết lộ ra cho kẻ địch xem, ngươi thuộc về ta đồng loại, ngươi không biết thấy. Ngày hôm nay, ta đột nhiên phát hiện Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia xa không có đơn giản như vậy, ngươi là đầu mối duy nhất, cho nên ta đến tìm ngươi. Hồi lâu, Trung Vĩ Sơn cuối cùng mở miệng, người đi thôi, ta cái gì cũng không biết. Diệp Thần đốt một điếu thuốc, hút một hơi, con người hiện lên một tia lạnh ý, đột nhiên nói. Cái thế giới này có rất nhiều bất công, chúng ta không cách nào lựa chọn, nhưng là có một ít chuyện, người nhưng có thể lựa chọn. Ta biết phát sinh ở trên mình ngươi sự việc, cũng biết Đường Ngạo nhi tử phá hủy ngươi hết thảy. Nghe được đảm nhiệm phi phàm mấy câu nói này. Trung Vĩ Sơn chợt đứng lên, gầm hét lên, đừng đề ra Đường ra. Cho ta đi ra ngoài, ta không muốn gặp ngươi. Đảm nhiệm phi phàm khóe miệng lộ ra một đạo rét lạnh nụ cười, bóp tắt trong tay khói, đứng lên. Hắn đi tới một mặt trước gương, hai tay chắp sau lưng. Trong gương Diệp Thần có chút dữ tợn, càng mang một tia máu lạnh. Mấy giây sau đó, một đạo thanh âm lạnh như băng ở phòng bế gian phòng vang lên, chúng ta làm một đổi trác. Ta đem Đường Nguyên Hiên đầu lâu mang đến, người đem Vân Hồ Sơn Trang hết thảy nói cho ta. Nghe được câu này, nguyên bản thuộc về bùng nổ danh giới Trung Vĩ Sơn đột nhiên giật mình. Hắn con người phủ đầy tia máu, lại là dần dần ửng đỏ. Bởi vì hắn cho dù chết, vậy không thể quên được Đường Nguyên Hiên cái này 3 chữ. Nếu như ban đầu không có tên xúc sinh này, hắn nhi tử và cô con dâu cũng sẽ không chết. Hắn cũng không biết luân lạc đến bây giờ đến nước.
Nguyên bản tốt đẹp gia đình, chỉ như vậy bị Đường gia tên xúc sinh kia phá hủy. Hắn nhi tử mới 27 tuổi à. Còn có lớn tốt tiền đồ à. Hắn cô con dâu và nhi tử nói chuyện 3 năm yêu, thật vất vả tu thành chánh quả à. Nói không chừng một năm sau, hắn còn có thể ôm cháu trai. Nhưng là hết thảy các thứ này, đều bị xúc sinh kia phá hủy. Hắn tức giận, hắn gầm thét. Hắn ở Đường gia trước mặt lại không có so nhỏ bé. Hắn vùng vẫy có ích lợi gì à? Nhưng mà giờ khắc này, trước mắt người đàn ông này lại còn nói nguyện ý giúp hắn giết Đường Nguyên Hiên. Lại là sách đầu tới gặp hắn. Làm sao có thể? Thằng nhóc này chẳng lẽ không biết Đường Nguyên Hiên phụ thân chính là tỉnh Chiết Giang tiếng tăm lừng lẫy Đường Ngạo sao? Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng. Hoa Hạ tông sư bảng 189 tên. Dõi mắt toàn bộ tỉnh Chiết Giang ai dám chọc. Người đi thôi, Trung Vĩ Sơn lắc đầu một cái, hắn thiếu chút nữa tin. Ngay tại lúc này, Diệp Thần xoay người, khí chất biến đổi, trên mình cuốn lên ngút trời sát ý. Con người giống như địa ngục vực sâu. Cả người phảng phất có loại bao trùm vạn vật trên, nhìn xuống chúng sanh khí phách. Đây mới là Diệp Thần bộ mặt thật. Trung Vĩ Sơn, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ta đem Đường Nguyên Hiên đầu lâu cho ngươi mang đến, ngươi đem Vân Hồ Sơn Trang hết thảy nói cho ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Hắn thanh âm như lôi âm cuồn cuộn, trực kích Trung Vĩ Sơn linh hồn chỗ sâu. Trung Vĩ Sơn thân thể run rẩy, thiếu chút nữa quỳ trên đất, hắn vậy tràn đầy tia máu trong mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói chỉ cần Đường Nguyên Hiên chết, ngươi muốn ta làm cái gì cũng được. Được. Cửa mở ra, Diệp Thần bóng người hoàn toàn biến mất. Khép kín không gian chỉ còn lại Trung Vĩ Sơn ngây tại chỗ, tim ủm ủm nhảy. Đêm, đen như mực. Hàn gió gào thét, như tử thần bước chân. Tỉnh Chiết Giang Hoa Thái khách sạn, gian phòng 2203. Ngoài cửa, đứng một cái ánh mắt sắc bén ông già. Ông già kêu Đường Hải Trầm, là Đường gia một vị võ đạo cường giả, Hoa Hạ Tông Sư bảng 251 tên. Đặc biệt phụ trách thiếu gia Đường Nguyên Hiên an toàn. Gia chủ Đường Ngạo già mới có con, cho nên đối với Đường Nguyên Hiên cực kỳ cưng chiều, Đường Nguyên Hiên không thích tu luyện cổ võ, hắn liền không bắt buộc tu luyện. Trực tiếp cho Đường Nguyên Hiên trang bị gia tộc số 1 số 2 cường giả. Đường Nguyên Hiên thích người đẹp, Đường Ngạo liền vận dụng hết thảy thủ đoạn là Đường Nguyên Hiên bắt cóc người đẹp. Đường Hải Trầm dựa vào cạnh cửa, quan sát chung quanh hết thảy, bên tai luôn luôn truyền tới bên trong nhà cô gái thanh âm rên rỉ. Đường Hải Trầm lắc đầu một cái, tự nhủ có vài người sanh ra khởi điểm chính là so người khác cao, có Đường hội trưởng ở đây, Đường Nguyên Hiên cả đời cơ hồ đều không lo, đáng tiếc Đường hội trưởng cả người thực lực à, nếu là Đường Nguyên Hiên có thể thừa kế một nửa là tốt. Ngay tại hắn cảm khái lúc đó, bên trong nhà động tĩnh đã nhỏ. Hiển nhiên là kết thúc. Đường Hải Trầm nhìn một chút thời gian, cũng nên mang thiếu gia trở về, nếu không Đường hội trưởng liền không vui. Hắn vừa định gõ cửa, con người đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt sắc bén hướng một phương hướng bắn tới, chỉ gặp cuối hành lang xuất hiện một cái mang mũ lưỡi chàng trai cả người hiện lên lạnh ý, đang hướng đi tới bên này. Hắn thành tựu võ giả, bản có thể cảm giác được uy hiếp. Hắn con người đông lại một cái, gõ cửa một cái, thiếu gia, chuẩn bị một chút, chúng ta nên về nhà. Bên trong rất nhanh liền truyền đến không nhịn được thanh âm. Thúc giục cái gì thúc giục, bản thiếu không biết sao. Mà cái đó trên hành lang mũ lưỡi chàng trai đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên, con ngươi lạnh lùng đến mức tận cùng. Chính là Diệp Thần. Đường Nguyên Hiên ở bên trong đi. Hắn thanh âm rất bình thản. Đường Hải Trầm trên mình cuốn lên kình khí, hỏi, ngươi là ai? Diệp Thần khóe miệng phác họa một đạo rét lạnh nụ cười, mở miệng nói, ta là ai? Ta là người muốn mạng hắn. Dứt lời, Đường Hải Trầm sắc mặt đại biến, kinh khí cuộn sạch toàn thân, như báo săn mồi vậy xông ra ngoài, đồng thời, đổi quyền thành chảo, tựa như xé không khí, phong tỏa Diệp Thần ngực. Một chiêu này là Đường gia tuyệt học, Đường âm chảo. Tốc độ cực nhanh, uy lực kinh người. Một khi bị bắt, tất nhiên xuyên thủng tim. Hắn dùng một chiêu này từng giết mấy chục người. Không một ngoại lệ, bị mất mạng tại chỗ. 10 phần sát chiêu. Đường Hải Trầm rất rõ ràng, người này rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể xem thường.
Diệp Thần liền nhìn như vậy Đường Hải Trầm cướp tới, không có phản ứng chút nào. Mắt xem Đường Âm Trảo thì phải chạm được Diệp Thần ngực, hắn rốt cuộc động. Toàn bộ hành lang không gian thật giống như cũng nhốn nháo trước một cổ đặc thù khí lưu. Một giây kế tiếp, Diệp Thần tay phải chỉ như vậy thiết thiết thực thực bấu vào Đường Hải Trầm cổ tay trên. Đường Hải Trầm mặt liền biến sắc, làm sao có thể, hắn muốn rút về tay phải, nhưng phát hiện mình hết thảy lực lượng đều tựa như chìm vào đáy biển. Không do dự nữa, chân phải của hắn cuộn sạch ra từng cơn sức lực hướng gió trước Diệp Thần quét tới. Người che chở Đường Nguyên Hiên, phỏng đoán vậy giúp hắn lau không thiếu cái mông, đã như vậy, chết đi. Dứt lời, Diệp Thần tay phải trực tiếp bùng nổ. Đường Hải Trầm cổ tay trực tiếp bị Diệp Thần năm ngón tay nặn thành phấn vụn. Máu tươi bùng nổ. Đồng thời, Diệp Thần chợt một quyền đập về phía Đường Hải Trầm cướp được chân phải. Sắc sắc. Đường Hải Trầm chân phải trực tiếp nứt xương. Đường Hải Trầm luống cuống, hắn phát hiện bỏ mặc lực lượng và khí thế, cái này mũ lưỡi trai chàng trai đều là nghiền ép cấp bậc. Lúc nào tỉnh Chiết Giang xuất hiện loại này cao cấp cao thủ. Hắn theo bản năng muốn chạy, nhưng phát hiện Diệp Thần tay đã giữ lại hắn cổ. Cường đại kinh khí bùng nổ, trực tiếp đập về phía khách sạn cửa phòng. Cửa phòng vỡ vụn, mạt gỗ hoành bay. Mà Đường Hải Trầm vậy thấy rõ Diệp Thần khuôn mặt, hắn con người phóng đại, đưa ngón tay ra trước Diệp Thần nói, ngươi là Diệp. Lời còn chưa nói hết, Diệp Thần lực lượng nện xuống, Đường Hải Trầm đã hoàn toàn chết. Đột nhiên lên hết thảy, để cho bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Trên giường đối với trai gái sợ không nói ra lời. Diệp Thần bắn ra một cây khí kim, trực tiếp rơi vào ngực cô gái trên, cô gái ngay tức thì lâm vào hôn mê. Toàn bộ gian phòng chỉ còn lại ăn mặc quần lót Đường Nguyên Hiên. Đường Nguyên Hiên nhìn một cái ngã trong vũng máu Đường Hải Trầm, hoàn toàn luống cuống, hắn rúc vào xó xỉnh, tức giận nói, ngươi. Ngươi phải làm gì, ba ta là tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội Hội trưởng Đường Ngạo. Diệp Thần ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Nguyên Hiên. Phẫn nộ quát, 3 năm trước, Trung Vĩ Sơn một nhà ngươi có thể nhớ được. Nghe được Trung Vĩ Sơn, Đường Nguyên Hiên con ngươi tràn đầy kinh hoàng, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một cước giấu ở hắn trên mình. Trung Vĩ Sơn có thứ ta mong muốn, cho nên ta tới tìm mạng ngươi. Ken két, Đường Nguyên Hiên xương sườn toàn bộ gãy lìa. Trong miệng lại là từng ngụm khạc ra máu tươi. Ngươi không thể, giết ta. Ba ta là. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, coi như Đường Ngạo tới, cũng không cứu được ngươi. Bởi vì mạng hắn ta Diệp Thần cũng phải. Nghe được, Diệp Thần, cái này hai chữ, Đường Nguyên Hiên con người phóng đại. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Thần năm ngón tay đã bấu vào hắn đầu lâu trên. Sắc sắc, một tiếng, cổ vặn gãy. Đầu lâu trực tiếp bị hắn rất miễn cưỡng cầm xuống. Huyết dịch tiệm nhiễm. Diệp Thần rất rõ ràng. Giết Đường Nguyên Hiên, thì chẳng khác nào chính thức và Đường Ngạo là địch. Nhưng là hắn vốn là không định bỏ qua cho Đường Ngạo, là địch thì như thế nào? Hắn xé một số rèm cửa sổ, trực tiếp tựa đầu lô bao vây lại, sau đó đem mũ lưỡi chai kéo đến thấp nhất, biến mất ở khách sạn. Diệp Thần sau khi rời đi không bao lâu, cái đó trên giường hôn mê cô gái dần dần mở mắt ra, khi nàng nhìn thấy bên người nằm một cổ thi thể không đầu nháy mắt. Cả người hù thảm đến trình độ cao nhất, hét dầm lên. Thanh âm vang khắp toàn bộ khách sạn. Tỉnh Chiết Giang Đường ra. Đường Ngạo qua lại ở trong sân đi, hắn nhìn một cái thời gian, chau mày. Bây giờ là buổi tối 8 giờ, theo lý mà nói Đường Nguyên Hiên hẳn trở về à. Hắn yêu cầu qua Đường Hải Trầm, ngày hôm nay phải sớm một chút đem Đường Nguyên Hiên mang về. Nhưng là đến cái điểm này, lại còn không có động tĩnh. Hắn gọi mấy cú điện thoại, cũng không có người tiếp. Một loại dự cảm bất tường ở hắn trong lòng không ngừng quấn quanh. Cùng Đường Hải Trầm trở về, tất nhiên phạt nặng, một chút thời gian quan niệm cũng không có. Đường Ngạo lắc đầu một cái, mới vừa dự định ngồi xuống, điện thoại trên bàn vang lên. Lão gia, bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, là Đường Nguyên Hiên tài xế. Thế nào, còn không đem Nguyên Hiên đưa về tới? Đường Ngạo giọng có chút tức giận. Lão gia, thiếu gia hắn. Thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút bối rối. Đường Ngạo con ngươi híp lại, phát giác không đúng,
nói, thằng nhóc này là không phải lại ở bên ngoài đã gây họa. Lần này phá hại là cô gái nhỏ của gia tộc nào. Ngươi để cho hắn nghe điện thoại, trời sập, còn có lão tử đè. Ngươi mẹ hắn ngược lại là nói chuyện à. Đường Ngạo thanh âm hiện lên một tia lạnh ý, hắn nhẫn nại là có hạn độ. Bên đầu điện thoại kia người bị sợ hết hồn, lại cũng không đoái hoài tới cái gì, nói, lão gia, Đường Hải Trầm chết, thiếu gia cũng đã chết. Thiếu gia đầu cũng không có. Bành! Nghe được câu này, Đường Ngạo quanh thân cuộn sạch ra cực kỳ kinh khủng đợt khí. Khoảnh khắc ở giữa, bên tay phải hắn ly trà vỡ vụn. Chung quanh 5 mét đất đồ gỗ nội thất toàn bộ chấn vỡ. Người mẹ hắn ở cho lão tử nói gì mê sảng. Một cỗ tức giận gầm thét chi tiếng vang lên. Thình lình đả kích, giống như búa nện, hung hãn đập vào Đường Ngạo tim. Tựa như đem tim hắn đánh chia 5 x 7. Hắn nhi tử chết. Không thể nào. Tuyệt không thể nào. Toàn bộ tỉnh Chiết Giang không có ai có tư cách động hắn nhi tử. Không có ai. Bên đầu điện thoại kia tài xế thanh âm vô cùng run rẩy, lão gia. Đây là thật, lão gia mau tới Hoa Thái khách sạn liếc mắt nhìn đi. Thật xảy ra chuyện lớn. Đường Ngạo một bước bước ra, mặt đất lại nứt ra một cái nho nhỏ chỗ rách. Lại là xuất hiện một mấy mươi cm dấu chân. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta thề, cả nhà ngươi cũng hẳn phải chết. Dứt lời, Đường Ngạo trực tiếp đưa điện thoại di động bóp vỡ. 10 phút sau đó, Đường Ngạo liền xuất hiện ở tỉnh Chiết Giang Hoa Thái khách sạn. Khách sạn còi cảnh sát nổi lên, chung quanh đã bị kéo cảnh giới tuyến. Đường Ngạo sắc mặt vô cùng âm trầm. Xin lỗi, nơi này người nhàn rỗi không thể đi vào. Hai cái nhân viên chấp pháp mới vừa nói chuyện, bọn họ liền phát hiện một cỗ uy áp bao trùm tới. Bành! Hai người thân thể lại trực tiếp lật, thân thể đều vặn vẹo mấy phần. Đường Ngạo trực tiếp xé cảnh giới tuyến, không để ý hết thảy, đi tới xảy ra chuyện khách sạn gian phòng. Khi thấy Đường Hải Trầm thi thể, hắn trong lòng lộp bộp một chút. Thật xảy ra chuyện, tay hắn vạch trần cổ thi thể thứ hai vải trắng. Khi thấy bạch bầy ra không đầu khu, Đường Ngạo con ngươi tràn đầy tia máu. Rốt cuộc là ai? Ai dám giết ta Đường Ngạo con? Rốt cuộc là ai? Đường Ngạo chợt một quyền đập vào vách tường trên. Vách tường trực tiếp bị đập mặc. Tông sư cơn giận, ai có thể chịu đựng? Tỉnh Chiết Giang số 1 ngục giam. Diệp Thần xách gói xong đầu lâu tới vào ngục. Ngục giam đổi một nhóm cương vị, khi thấy Diệp Thần trong tay xách theo đồ, con người đông lại một cái, chất vấn, người cầm trong tay cái gì? Mở ra xem. Diệp Thần nhìn lướt qua hai người, cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem túi giấy chứng nhận quăng ra ngoài. Những cái kia môn cương thấy giấy chứng nhận, mặt liền biến sắc, trực tiếp cho đi. Diệp Thần lần nữa đi tới cái đó khép kín không gian. Trung Vĩ Sơn không có ngủ, tay chân còng, ở bên trong chờ. Ánh đèn lờ mờ, loang lổ ánh sáng bắn vào Trung Vĩ Sơn trên mặt, có chút dữ tợn. Trung Vĩ Sơn biết muốn gặp của mình là ban ngày người đàn ông kia. Cho tới bây giờ. Hắn vẫn là chưa tin Diệp Thần nói. Hắn rõ ràng tỉnh Chiết Giang thế cục, hắn biết Đường Ngạo thế lực ý vị như thế nào. Không người nào dám động Đường Ngạo nhi tử. Không có ai. Bởi vì đắc tội Đường Ngạo, thì chẳng khác nào đắc tội tỉnh Chiết Giang phần lớn võ đạo gia tộc. Hoa Hạ bề ngoài lấy khoa học kỹ thuật và phát triển kinh tế, nhưng là chân chính có thể chạm được một ít thứ người đều hiểu, Hoa Hạ thật ra thì nắm trong tay ở một đám cổ võ giả trên tay. Đám người này thực lực ngút trời, lật tay bây giờ, có thể tiêu diệt một gia tộc, cũng hoặc là một cái sản nghiệp. Kẽo kẹt, cửa sắt mở ra. Một cái lãnh ngạo chàng trai đi vào, chàng trai bên phải tay nhấc một cái bọc. Trung Vĩ Sơn hô hấp cũng dồn dập, hắn vậy tràn đầy tia máu con người gắt gao nhìn chằm chằm cái sách tay kia. Bởi vì bao gồm lớn nhỏ, vừa vặn có thể trang hạ một cái sọ đầu. Mấy chục năm. Trung Vĩ Sơn không có giống giờ khác này như thế kích động qua. Đồ ngươi muốn. Diệp Thần cánh tay ném đi, vậy bọc trực tiếp vững vàng rơi vào Trung Vĩ Sơn trước mặt. Trung Vĩ Sơn đưa tay ra, muốn đụng chạm, nhưng phát hiện thời khắc này mình, tay run rẩy lợi hại. Hắn nhìn một cái cách đó không xa chàng trai, mặt không cảm giác, hoàn toàn không có sau khi giết người lệ khí và sát ý. Trung Vĩ Sơn cắn răng, không do dự nữa.
trực tiếp đưa tay ra, mở bọc ra. Một giây kế tiếp, hắn giật mình, trong mắt trợn to tới cực điểm, sợ hãi trong hiện ra vẻ khiếp sợ, trong khiếp sợ lại mang tức giận. Bởi vì trước mặt cái này cái đầu lâu chính là Đường Nguyên Hiên. Coi như hóa thành cho, hắn vậy nhận được, tên xúc sinh này, tự tay phá hủy hai gia đình. Tên xúc sinh này, đem hắn đẩy về phía vực sâu vạn trượng. Hắn bản lấy là mấy năm sống, cũng không thấy được xúc sinh này báo ứng. Lại không nghĩ rằng, báo ứng này, rốt cuộc đã tới. Trung Vĩ Sơn cũng không nhịn được nữa, khóc. Phần này nước mắt hắn bị đè nén ròng rã 3 năm. Vứt bỏ hết thảy thân phận, hắn vậy chỉ là một lão phụ thân à. Cái này 3 năm, hắn không dám khóc một lần, thậm chí vừa nhắm mắt chính là tờ này xúc sinh gương mặt. Ai có thể hiểu hắn? Thời khắc này hắn, nước mắt nước mũi tất cả đi ra, thậm chí khóc giống như một cái đứa nhỏ. 5 phút sau đó, Trung Vĩ Sơn cảm giác trên người hết thảy trói buộc đều biến mất, hắn mắt đỏ nhìn về phía cách đó không xa chàng trai. Trực tiếp đứng lên, kéo xiềng xích đi tới Diệp Thần trước mặt. Một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống. Đầu lâu lại là hung hãn đập vào sàn nhà trên. Bành bành bành. Cảm ơn. Rất nhiều lời nói chỉ ở cái này hai chữ trong. Diệp Thần bước chân đạp một cái, tựa như mặt đất sinh ra một đạo khí lưu, rất miễn cưỡng đem Trung Vĩ Sơn nhờ đứng lên. Ngươi không cần quỳ ta, ta trước nói qua, đây là một cái đổi trác, ta chỉ muốn biết Vân Hồ Sơn Trang sự việc. Trung Vĩ Sơn tỉnh hồn lại, chợt gật đầu, được. Ta đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Diệp Thần không nói gì, hai tay chắp sau lưng, chờ đợi Trung Vĩ Sơn câu trả lời. Trung Vĩ Sơn phức tạp nhìn một cái Diệp Thần, cảm khái nói, năm đó ta biết Diệp gia có cái bé trai rơi xuống hồ Đông Tiền, lấy là chết, lại không nghĩ rằng, hắn sống lại. Trung Vĩ Sơn gặp Diệp Thần không có phản ứng, liền bước vào chính đề. 5 năm trước, ta phụ trách điều tra tỉnh Chiết Giang một ít đặc thù án kiện, Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia, là ta năm ấy tới gặp phải quỷ dị nhất. Nói tiếp, Diệp Thần con ngươi híp, nói. Sự việc phát sinh, ta vừa vặn ở Ninh Ba xử lý một cái khác vụ án, cho nên thời gian đầu tiên chạy tới. Lúc ấy trong yến hội người cũng bị đuổi tản ra, ta thấy lúc người phụ mẫu, bị thương rất nặng. Diệp Thần ngẩn ra, xoay người lại, chất vấn, người nói gì? Bị thương rất nặng, còn chưa chết. Trung Vĩ Sơn gật đầu một cái, lại lắc đầu, tựa hồ có chút quấn quýt. Mấy giây sau đó, mới nói, thật ra thì vậy coi là chết. Hai người cơ hồ không có hô hấp, tim đập vậy cơ hồ dừng lại, nhưng là từ một ít triệu chứng tới xem, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Người mang bọn họ đi bệnh viện liền sao? Diệp Thần lớn tiếng nói, giọng hiển nhiên có chút kích động. Dĩ nhiên, ta thời gian đầu tiên mang bọn họ đi bệnh viện, nhưng là bệnh viện kết quả dĩ nhiên là xuống giấy khai tử. Diệp Thần con người rất là phức tạp, hắn y thuật thông trời, biết bệnh viện giấy khai tử nói rõ không là cái gì. Chỉ cần hắn muốn, 10 xuống giấy khai tử bệnh nhân, hắn có thể cứu sống 9. Diệp tiên sinh, sự việc vẫn chưa hết, quỷ dị nhất chuyện xuất hiện, vốn là thi thể hẳn chuyển giao pháp y xử lý, nhưng là bệnh viện đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cầm một phần đặc thù văn kiện, bảo là muốn mang đi cái này hai cổ thi thể nửa giờ. Nửa giờ sau đó, hắn lại đem thi thể đưa trở về, chẳng qua là không biết tại sao, phía trên lại hạ văn kiện. Nói thi thể không cần pháp y kiểm tra, đề nghị trực tiếp hỏa táng xử lý. Lúc ấy ta cảm giác giống như một đôi bàn tay điều khiển hết thảy. Ta không có lập tức hỏa táng, thông báo cho một ít Diệp gia thân nhân và bạn, nhưng là không biết vì sao, không có người nào nguyện ý xử lý hỏa táng công việc. Ngay tại ta nhức đầu đang lúc, một cái cô gái tới bệnh viện, nói có thể làm Diệp gia vợ chồng thân nhân. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần đem hết thảy sự việc xuyến liên đứng lên. Cái cô gái này dĩ nhiên chính là Tôn Di, chuyện về sau hắn cũng lớn tỉ mỉ rõ ràng. Nhưng là lớn nhất nghi ngờ xuất hiện, tại sao cái đó xa lạ người đàn ông phải đem thi thể mang đi nửa giờ. Còn cầm đặc thù văn kiện. Người sắp chết, thi thể có cái gì giá trị nghiên cứu. Hơn nữa, Diệp Thần dám khẳng định, nửa giờ sau đó, người đàn ông kia đưa về thi thể nhất định không phải phụ mẫu thi thể. Thậm chí đối phương giọng càng giống như là hủy diệt chứng cứ vậy. Dẫu sao một khi hỏa táng, phụ
phụ mẫu trên danh nghĩa coi như thật biến mất ở cái thế giới này. Còn muốn tìm chứng cớ, căn bản không có thể. Trung Vĩ Sơn còn không có giao phó xong, tiếp tục nói. Ta cảm giác được Vân Hồ Sơn Trang sự việc có cái gì không đúng, cho nên vậy mấy năm ta một mực thông qua các loại đường dây tra, thời gian, ta phát hiện một kiện có ý nghĩa sự việc. Người đàn ông này đã từng và ngươi mẫu thân ở một gian tiệm cà phê gặp mặt qua, chỉ bất quá trò chuyện một nửa, hai người liền tranh dùm beng, mẫu thân ngươi vung thân rời đi, thái độ tựa hồ rất cứng rắn. Ta vốn là đem nhà kia tiệm cà phê quản chế giữ lại không nghĩ rằng, ngày thứ hai, cái này văn kiện liền từ ta máy vi tính biến mất, ta đi nhà kia tiệm cà phê, giống vậy, văn kiện bị mất. Không chỉ như vậy, một ngày sau đó, ta lại thấy lần nữa người đàn ông kia. Người đàn ông kia chỉ bỏ lại một câu uy hiếp, nếu như ta điều tra nữa chuyện này, cả nhà ta khó giữ được tánh mạng. Sau đó vì gia đình ta ngừng điều tra, đây là ta đại khái biết Vân Hồ Sơn Trang hết thảy. Diệp Thần không nói gì. Hắn rơi vào trầm tư, Trung Vĩ Sơn không thể nào lừa gạt mình, dựa theo hắn giải thích, người đàn ông này trở thành phụ mẫu xảy ra chuyện sau mấu chốt nhất tồn tại. Hơn nữa mẫu thân lại biết người đàn ông này. Người có người đàn ông này tấm ảnh, cũng hoặc là nói, người có thể đại khái vẽ ra cái này dáng vẻ của nam nhân sao? Diệp Thần nói. Trung Vĩ Sơn biết Diệp Thần sẽ nói như vậy, liền nói ta ban đầu cũng muốn điều tra người đàn ông này, nhưng phát hiện, chỉ cần hắn xuất hiện qua địa phương, quản chế tin tức cũng biết bị xóa sạch, không quá ta hẳn có thể vẽ ra người này tướng mạo. Diệp Thần để cho người mang tới giấy bút. Trung Vĩ Sơn trực tiếp men theo trí nhớ vẽ ra. Mặc dù là bức họa, nhưng là Diệp Thần có thể loáng thoáng tưởng tượng ra bộ dáng của đối phương. Tranh này giống như còn chưa đủ, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi rời đi cái này số một ngục giam, đến lúc đó có người đặc biệt và ngươi đối tiếp, ta hy vọng có thể thông qua 3D xây mô phương thức, đạt được đối phương chính diện hạng mục, ngươi có thể làm được không? Diệp Thần mở miệng nói. Trung Vĩ Sơn suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, hẳn không có vấn đề, trước ta vẫn còn ở vị trí đó thời điểm, liền thường xuyên tiếp xúc một khối này. Được. Diệp Thần rời đi ngục giam, hơn nữa gọi một cú điện thoại cho Ứng Kình, để cho Ứng Kình phái người đối tiếp chuyện này. Cùng lúc đó, kinh thành một nơi đại trạch trong. Một cái trung niên nam tử đang ngồi xếp bằng, hơi thở không ngừng ngưng tụ, hắn dưới người là một cục đá to. Trên đá không ngừng xông ra linh khí. Chui vào chàng trai trong cơ thể. Chàng trai hơi thở không ngừng leo lên, cả nhà cũng chuyển tới vang dội. Nếu như Trung Vĩ Sơn ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện người trung niên này người đàn ông chính là cái đó uy hiếp hắn tồn tại. Đột nhiên, ngoài nhà truyền đến một đạo tiếng gõ cửa. Trung niên nam tử mở mắt ra, ánh mắt sắc bén bắn đi ra ngoài, dưới người to lớn linh thạch lại có thể trực tiếp vỡ vụn. Vào đi! Hắn một tiếng dày, cửa bị một cổ lực lượng vô hình kéo ra. Cả nhà hơi thở phun trào ra, làm cho lòng người sợ hãi. Một cái gầy gò nam tử đi vào, quỳ ở người đàn ông trung niên trước mặt, Giang tiên sinh, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện gì? Trung niên nam tử đứng lên, sửa sang lại quần áo, một cổ khí thế ngút trời lan ra. Gầy gò nam tử nói thẳng, ngay tại ngày hôm nay, tỉnh Chiết Giang số một ngục giam. Có người thấy Trung Vĩ Sơn. Trung niên nam tử diễn cảm biến đổi, con người hiện lên một tia lạnh ý, nói, đã nhiều năm như vậy, ai còn sẽ gặp hắn. Gầy gò nam tử do dự mấy giây, vẫn còn cung kính nói, căn cứ môn cương tin tức, là Hoa Hạ thiếu tướng Diệp Thần. Trung niên nam tử nghe được trước mặt mấy chữ, còn xem thường, thiếu tướng ở hắn trong mắt không tính là cái gì, nhưng là làm hắn nghe được Diệp Thần cái này hai chữ nháy mắt. Hắn vậy giếng cổ không dao động gương mặt xuất hiện một tia kinh hãi. Cái này vẻ kinh hãi thật lâu không có biến mất. Danh tự này tựa như tỉnh lại hắn Trần Phong nhiều năm, nhất khinh thường phần kia trí nhớ. Diệp Thần, chẳng lẽ là Ninh Ba tên nghiệt chủng kia lại không có chết. Gầy gò nam tử gật đầu một cái, thuộc hạ vốn là cho là trùng tên, cố ý điều tra một phen, kết quả thật đúng là cái đó rơi vào hồ đông tiền Diệp gia phế vật. Phế vật này chẳng những không có chết, còn lắc mình một cái, lại còn trở thành Ninh Ba võ đạo người thứ nhất, không chỉ như vậy, hắn vẫn còn ở đài võ đạo chém giết Hoa Hạ tông sư bảng trước 400 viên cảnh phúc.
Bây giờ lại không giải thích được trở thành nước Cộng hòa trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Quá quỷ dị. Trung niên nam tử nghe được câu này, trên mặt ngược lại là không có gì kinh ngạc, ngược lại cười lạnh một tiếng, xem ra nghiệt chủng này là thu được cơ duyên gì. Hoa Hạ tông sư bảng trước 400, ha ha, loại rác rưởi này, coi như vận khí khá hơn nữa thì như thế nào, chỉ biết làm bẩn chúng ta Giang gia huyết mạch. Gầy gò nam tử nhìn một cái Giang tiên sinh, hỏi có cần hay không phái người giết cái này Diệp thần. Trung niên nam tử lắc đầu một cái, giết hắn ngược lại là không cần thiết này, nghiệt chủng này đối với chúng ta mà nói, có cũng được không có cũng được, phỏng đoán tên này bước vào tỉnh Chiết Giang vậy không sống được quá lâu. Người hơi lưu ý là được. Giang tiên sinh. Gầy gò nam tử rất nhanh liền lui xuống. Cả nhà chỉ còn lại trung niên nam tử, hắn con người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía tỉnh Chiết Giang phương hướng, nhàn nhạt nói. Vốn là lấy là ngươi nghiệt chủng này chết, bây giờ nhìn lại ngươi sống thật đúng là giống như một con rán à, các người một nhà từng cái số mệnh cũng cứng cõi lắm, có ý tứ, còn thật biết điều. Bất quá, chỉ bằng ngươi về điểm kia tu vi. Ngươi còn muốn tra rõ Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia. Chính là con kiến hôi còn muốn dung chuyển một cây cây lớn. Tự tìm cái chết. Diệp thần trở lại biệt thự phát hiện phòng khách đèn vẫn sáng. Thậm chí còn truyền đến tivi thanh âm. Diệp thần mở cửa, rất nhanh liền thấy trên ghế salon hai thiếu nữ chỉ như vậy dựa vào ghế salon ngủ. Trừ Tôn Di, Hạ Nhược Tuyết lại có thể cũng tới biệt thự. Loại cảm giác này để cho Diệp thần lại trở về Ninh Ba loại cuộc sống đó. Trên bàn còn có thái dụng màng túi giữ tươi. Hẳn là hai nữ là hắn giữ lại. Thấy một màn này, Diệp thần nội tâm mềm mại cũng bị kích động. Trên mình không có một tia sát khí, có chỉ có ấm mềm. Hạ Nhược Tuyết thật dài lông mi mau khẽ run, phát hiện cái gì, chợt mở mắt ra, khi thấy Diệp thần đứng ở cách đó không xa, thở phì phò đánh thức Tôn Di. Tiểu Di tử, tên khốn kia trở về. Chúng ta thật vất vả xuống phòng bếp làm vài món thức ăn, tên khốn này không nghe điện thoại cũng được đi, lại còn trễ như vậy trở về. Tới tới tới, chúng ta nói xong đại hình phục vụ. Tôn Di cũng là tỉnh lại, cười một tiếng, trực tiếp đi trên bàn cầm thức ăn, ta cầm đi hâm lại. Tiểu thần tử, ngươi lá gan nhưng mà càng ngày càng mập. Nhược Tuyết rất tức giận, ngươi nhìn làm đi. Diệp thần mới vừa muốn nói chuyện. Hạ Nhược Tuyết liền mở miệng nói, được rồi, xem ở ngươi cứu tỉnh bà ngoại ta phân thượng, ta tha thứ ngươi một lần, mau đi ăn cơm đi, nhìn ngươi cái này gầy, phỏng đoán đã sớm đói làm thịt đi, ta và Tôn Di quả vặt cũng sắp ăn no, vốn là tối nay muốn chúc mừng một chút niềm vui dọn nhà mới, không nghĩ tới ngươi như thế không phối hợp. Diệp thần sờ một cái lỗ mũi, cười nói, xử lý một ít chuyện tình hữu chút trì hoãn, các người một mực đang đợi ta. Hạ Nhược Tuyết dĩ nhiên không thừa nhận, khẩu thị tâm phi nói, xem đem ngươi đẹp, nghĩ gì vậy? Ta và Tiểu Di Tử chỉ bất quá nhìn một bộ phim xem quá mức, chúng ta mới sẽ không chờ ngươi, ăn cơm ăn cơm. Bên trong biệt thự rất là ấm áp, nhưng là biệt thự bên ngoài nhưng hoàn toàn hỗn loạn. Toàn bộ tỉnh Chiết Giang võ đạo giới đều tựa như nghênh đón động đất. Bởi vì tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội hội trưởng Đường Ngạo còn bị người chém đầu. Thậm chí liền một cái thi thể nguyên vẹn cũng không có. Thủ đoạn tàn nhẫn hết sức. Mấu chốt ai dám làm như vậy à? Giờ phút này, tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội, đèn đuốc sáng choang. Hội nghị khẩn cấp. Lần này, cơ hồ tỉnh Chiết Giang phần lớn võ đạo người gia tộc đều tới. Hơn nữa còn là từng cái hơi thở khủng bố đến mức tận cùng. Không chỉ võ đạo gia tộc, tỉnh Chiết Giang một ít nhóm tài chính gia tộc cũng tới. Tự nhiên bao gồm Hạ gia và Chu gia. Trong này tất cả mọi người hợp lại, cơ hồ nắm trong tay toàn bộ tỉnh Chiết Giang. Trên trận bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Một đôi tròng mắt cũng không dám trên khán đài Đường Ngạo. Đường Ngạo nhưng mà nổi danh già mới có con à. Đối với con trai cưng chiều cơ hồ muốn lên trời. Nhưng là ngay tại ngày hôm nay, hắn nhi tử chết. Đường Ngạo sắc mặt cơ hồ xanh mét, mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là một cổ vẻ giận dữ, bao phủ toàn trường. Không lâu lắm, Đường Ngạo lên tiếng, cơ hồ là giận hô lên. Con ta Đường Nguyên Hiên bị người chém chết, các người hẳn đều biết, đúng không? Lời nói rơi xuống, Đường Ngạo thật không nhịn được, một trường vỗ ở trước mặt đại lý trên thạch đài trực tiếp hóa là bột.
Bụi mù cuồn cuộn lên, che đậy tất cả mọi người tầm mắt. Mấy giây sau đó, bụi mù tản đi, Đường Ngạo vậy tấm xanh mét mặt quét nhìn toàn trường, ta ngày hôm nay cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, chỉ có một yêu cầu. Vận dụng mọi người lực lượng, giúp ta Đường Ngạo tìm được hung thủ. Ta muốn đích thân hành hạ hắn chết, ta muốn chém đoạn cả nhà hắn đầu lâu. Hắn nhấn một cái nút, ngay tức thì sau lưng hắn trên màn ảnh lớn xuất hiện một bản tấm ảnh. Đó là một cái mang mũ lưỡi chai thanh niên hình bóng. Rất là mơ hồ, nhưng là loáng thoáng có thể xem đến thanh niên bên phải tay nhấc một cái bọc. Hắn Đường Ngạo dám khẳng định chính là con trai hắn đầu lâu. Xảy ra chuyện sau đó, hắn tra xét hết thảy quản chế, tất cả đều bị người trước thời hạn xóa đi. Đầu mối duy nhất chính là tờ này hình bóng tấm ảnh. Vẫn bị người vỗ phong cảnh bất ngờ vỗ tới. Đường Ngạo chỉ trong hình người đàn ông hình bóng nói, ta muốn các người vận dụng hết thảy lực lượng giúp ta tìm đến người đàn ông này. Bất kỳ ở hôm nay mặc cái này thân quần áo người đàn ông, toàn bộ cho ta chộp tới. Không chỉ như vậy, và bóng lưng này có bất kỳ trọng hợp người đàn ông, không có không ở tại chỗ chứng minh, toàn bộ mang đến. Ta Đường Ngạo thà giết lầm 1000, cũng không muốn thả qua một cái. Nghe được câu này, dưới sàn những cường giả kia đều ngơ ngẩn. Cái này Đường Ngạo vậy quá điên cuồng, dù là hình bóng như nhau cũng phải giết. Cái này Tỉnh Chiết Giang sư tử được tức giận, bao nhiêu người có thể chịu đựng ở à? Còn nữa, người này nếu có thể dễ như trở bàn tay chém chết Đường Hải Trầm, vô cùng có thể ở Hoa Hạ Tông Sư trên bảng. Bây giờ, bất kỳ Hoa Hạ Tông Sư trên bảng, và bóng lưng này tương tự, vậy toàn bộ mang đến. Bỏ mặc đối phương là bối cảnh gì? Bỏ mặc đối phương tên thứ mấy? Dưới đài Hạ Hoàng Nghiệp Tai vừa nghe Đường Ngạo gầm thét, trong mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm vậy tấm ảnh. Bởi vì trong hình người đàn ông này hình bóng thật quen thuộc. Hắn thật giống như gặp qua. Bỏ mặc vóc người và tư thế, cũng quá quen thuộc. Đầu hắn nhanh chóng chuyển động, đột nhiên, một bản lãnh ngạo gương mặt hiện lên hắn đầu óc. Diệp Thần. Nhìn trong hình hình bóng, Hạ Hoàng Nghiệp chân mày vặn thành chữ xuyên. Diệp Thần võ đạo thực lực, hắn đại khái rõ ràng, và Viên Cảnh Phúc cùng một cấp bậc. Hoa Hạ Tông Sư bảng 350 tên đỉnh thiên. Mà Đường Ngạo bên người Đường Hải Trầm nhưng mà 251 tên. Chênh lệch giống như cái hào rộng. Hắn lắc đầu một cái, hẳn là mình suy nghĩ nhiều. Diệp Thần thằng nhóc kia nào có thực lực này, phỏng đoán bây giờ đối mặt Tần gia cũng quá sức. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là phát tài chút tin tức cho Hạ Nhược Tuyết. Nếu như Hạ Nhược Tuyết và Diệp Thần buổi tối một mực chung một chỗ, vậy khả năng này liền loại bỏ. Nói xa nói gần dưới, Hạ Hoàng Nghiệp sắc mặt có chút thay đổi. Diệp Thần lại là mới vừa trở về. Thật chẳng lẽ là hắn? Trán hắn dày đặt mồ hôi hột, bên trong áo sơ mi đã ướt đẫm. Hạ Hoàng Nghiệp bên cạnh Chu Phúc Lộc cũng là con ngươi hơi híp. Hắn là đại biểu Chu gia tới tham gia lần hội nghị này, khi thấy trong hình hình bóng, hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới cũng là Diệp Thần. Cái bối cảnh này, Tỉnh Chiết Giang võ đạo hiệp hội người tự nhiên không liên lạc được Diệp Thần. Nhưng là cùng Diệp Thần từng có cùng xuất hiện người cũng sẽ phát hiện, Diệp Thần đi bộ khí thế và tư thái và người ngoài hoàn toàn bất đồng. Cực kỳ dễ dàng phân biệt. Mà trong hình hình bóng, rất giống Diệp Thần. Hắn không dám khuếch trương. Dự định đợi một hồi nghị lúc kết thúc, gọi điện thoại cho Diệp Thần, hỏi hỏi tình huống. Thành tựu bằng hữu, hắn không hy vọng bóng lưng này là Diệp Thần. Đường Ngạo tức giận cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Nếu như Diệp Thần thật giết Đường Ngạo con, đừng nói hắn tánh mạng mình kham ưu, Hạ gia, thậm chí còn Chu gia cũng phải bị liên lụy. Đây chính là tông sư cơn giận à. Trừ cái này ra. Đường Ngạo bên người Mã Vĩ Kỳ tự nhiên cũng là phát hiện trong hình hình bóng là ai. Hắn trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng, căn bản không nghĩ tới Diệp Thần lại dám động Đường Ngạo nhân. Còn mẹ hắn là trực tiếp chém đầu à? Đây quả thực là rút ra Đường Ngạo mặt à? Bất quá hắn cho dù biết là Diệp Thần, vậy không dám nói gì, hắn ấn đường bắn vào Diệp Thần máu tươi, đời này định trước là hắn nô bộc. Bán đứng Diệp Thần, hắn thần hồn câu diệt. Hắn hướng cách đó không xa gia chủ Ô Gia Ô Khải Nguyên nhìn một cái, dẫu sao Diệp Thần ngày đó rời đi Ô Gia hình bóng và trong hình giống nhau như đúc.
Cũng may Ô Khải Nguyên chỉ bất quá cảm thấy có chút quen mắt mà thôi, cũng không có liên tưởng đến Diệp Thần, vậy không nói gì, hẳn tạm thời không gặp nguy hiểm. Ngay tại lúc này, Đường Ngạo xuất hiện ở Mã Vĩ Kỳ bên người, lạnh lùng nói, Mã Vĩ Kỳ, người thành tựu phó hội trưởng, tìm được người này trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi. Ngươi có thể có lòng tin. Mã Vĩ Kỳ mặt liền biến sắc, vội vàng nghiêm túc nói, ta là nhìn Nguyên Hiên lớn lên. Nguyên Hiên xảy ra chuyện, ta ổn thỏa không tiếc bất cứ giá nào tìm được phía sau màn Nguyên Hung. Được, Đường Ngạo một trưởng vỗ ở Mã Vĩ Kỳ bả vai trên, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Nhất định phải tìm được người này. Người này chắc còn ở tỉnh Chiết Giang, ngươi coi như lật lần toàn bộ tỉnh Chiết Giang, cũng phải đem người này tìm được. Hội trưởng. Rạng sáng. Biệt thự hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Thần đang xếp chân tu luyện, cả nhà đều là linh khí, hắn tu vi dần dần leo lên. Rất nhanh, hắn điện thoại vang lên, Diệp Thần cắt đứt tu luyện, con người có chút không vui, tối khuya, ai dám đánh mình điện thoại. Hắn năm ngón tay nắm chặt, điện thoại di động liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, để cho hắn bất ngờ, lại là tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội Mã Vĩ Kỳ. Điện thoại tiếp thông. Diệp tiên sinh. Ta đã đem tấm ảnh phát ở ngài trên điện thoại di động, ngày hôm nay Đường Ngạo tổ chức hội nghị khẩn cấp, tiếp theo mấy ngày, hắn ắt sẽ vận dụng toàn tỉnh lực lượng tra tìm trong hình người. Diệp tiên sinh cẩn thận nhiều hơn. Còn nữa, ta cảm giác Ô gia sẽ đối với ngài nổi lên lòng nghi ngờ, nhớ phải chú ý một phen. Điện thoại cúp. Diệp Thần nhìn một cái hộp thư gửi tới tấm ảnh, không có chút nào diễn cảm. Chỉ một bản hình bóng có thể nói rõ cái gì. Coi như Đường Ngạo phát hiện mình thì như thế nào. Luân hồi mộ địa tòa thứ 2 mộ bia có thể dẫn động, chính là Đường Ngạo, coi là cái gì. Chỉ bất quá hắn bây giờ trọng tâm ở Vân Hồ Sơn Trang sự kiện kia mà thôi. Dĩ nhiên, Diệp Thần không biết chủ động vận dụng tòa thứ 2 mộ bia tru diệt Đường Ngạo. Đây là hắn lớn nhất lá bài tẩy. Nếu như đối phương đến cửa tự tìm cái chết, vậy thì do không được hắn. Rất nhanh. Chu gia điện thoại vậy gọi lại, Diệp Thần tùy tiện đối phó mấy cái, liền đem điện thoại tắt máy. Hắn lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Bây giờ đêm, định trước không ngủ. Đường Ngạo cao cấp sức ảnh hưởng biểu dương. Tỉnh Chiết Giang tất cả lớn nhỏ đầu đường thậm chí còn khách sạn, tiểu khu cũng xuất hiện cầm một bản tấm ảnh người thần bí. Diệp Thần hình bóng cơ hồ bị phần lớn người biết được. Vô số giống nhau vóc người người đàn ông lại là cưỡng ép bị cướp đi. Hoàn toàn không có luật pháp có thể nói. Giờ khắc này, tỉnh Chiết Giang Võ Đạo Hiệp Hội hội trưởng quyền thế phát huy đến trình độ cao nhất. Cùng lúc đó, tỉnh Chiết Giang Ô gia. Ngay cả là rạng sáng, Ô Khải Nguyên cũng là tổ chức gia tộc hội nghị khẩn cấp. Tất cả Ô gia nồng cốt tộc nhân toàn bộ tập trung đông đủ. Ô Khải Nguyên nói ngay vào điểm chính, lần này Đường Ngạo sự việc gây rất lớn, nếu như gia tộc nào ở trong chuyện này lập công. Tuyệt đối trăm lợi mà không một hại. Mã lão thân phận và Đường Ngạo so với, sức ảnh hưởng kém quá nhiều. Chúng ta Ô gia nếu như ở trong chuyện này lập công, Tần gia tuyệt đối không dám động chúng ta. Mọi người nhìn một chút trên màn ảnh tấm ảnh, ta tổng cảm thấy thằng nhóc này có chút quen mắt, nhưng không nói được. Ô gia tất cả mọi người nhìn một cái trong hình bóng, phản ứng đầu tiên, đều là quen mắt cảm giác. Ô Hân Lan hơi dương cái miệng nhỏ nhắn. Trong con người xinh đẹp tất cả đều là kinh hãi, ngày đó Diệp Thần đến cửa, nàng chú ý tương đối nhiều, tự nhiên thời gian đầu tiên nhận ra Diệp Thần. Diệp Thần giết Đường Ngạo nhi tử. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù không tin tưởng, nhưng là từ ngày đó Diệp Thần thái độ tới xem, thật giống như thật là hắn làm việc phong cách. Tên này không muốn sống nữa. Ngay tại lúc này, Ô Thừa vỗ bàn một cái, cũng là kịp phản ứng, gia chủ. Tên này không phải ngày đó tới chúng ta Ô gia cuồng ngông tiểu tử sao? Con mẹ nó, 100% là thằng nhóc này. Ô Khải Nguyên ngay tức thì bừng tỉnh, hắn rốt cuộc rõ ràng tại sao nhìn quen mắt. Đúng, chính là Diệp Thần. Nhưng là hắn làm gia chủ, tự nhiên không thể nào xung động làm việc. Chỉ cần một hình bóng, không nhất định là Diệp Thần, bất quá ngày đó thằng nhóc này thủng ta uy áp, từ thực lực đi lên nói, thật có thể giết Đường Hải Trầm. Bây giờ cần chắc chắn một chuyện, người này mấy giờ trước, rốt cuộc đang làm gì? Ô Khải Nguyên phân tích nói. Ô Thừa cười lạnh nói, gia chủ, kiên như thế phiền toái,
người này hình bóng và tấm ảnh giống, trực tiếp nói cho Đường Ngạo không được sao. Đường Ngạo tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho thằng nhóc này tốt hơn, coi như không phải hắn, vậy khó thoát khỏi cái chết. Lão tử mẹ hắn đã sớm khó chịu thằng nhóc này và Ô Hạng Minh con chó kia. Ô Khải Nguyên lắc đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía Ô Thừa, nói, ngươi cảm thấy xác định người này thân phận, sau đó đem hắn đưa cho Đường Ngạo cùng với trực tiếp nói cho Đường Ngạo đối tượng hoài nghi, cái trước và người sau, Đường Ngạo sẽ cảm ơn cái nào. Ô Thừa con ngươi sáng lên, nói, đương nhiên là cái trước. Đem cửu nhân đưa tới cửa, Đường Ngạo thì chẳng khác nào thiếu chúng ta Ô ra một cái thiên đại ân huệ. Ô Khải Nguyên suy tư mấy giây, nhìn một cái Ô ra tất cả mọi người, mở miệng nói, ai nguyện ý đem người này bắt lại. Bất kể là có phải hay không hắn, chúng ta nhất định thẩm hỏi rõ. Nếu quả thật là người này, chúng ta liền phế thằng nhóc này tay chân, sau đó tự tay đưa cho Đường hội trưởng. Người này để cho chúng ta Ô ra tổn thất không thiếu, lại là đắc tội Tần gia, vốn là không muốn làm khó người này, bây giờ nhìn lại, hết thảy đều là chúng mục tiêu định trước. Ô Thừa khóe môi nhếch lên âm u nụ cười, trực tiếp chờ lệnh nói, gia chủ, người này giao cho ta. Ta định đem người này mang về. Ô Khải Nguyên con ngươi đông lại một cái, suy nghĩ một chút, lại thay đổi chủ ý nói, người này không tốt như vậy đối phó, chỉ bằng vào ngươi một người không bắt được, vậy phản đồ Ô Hạng Minh nói không chừng vậy sẽ bảo hộ người này. Như vậy đi, Ô Dũng, Ô Thừa ngươi hai người chúng ta chuẩn bị một chút, trước đem vậy Ô Hạng Minh mang đến. Chuyện này Ô Hạng Minh hẳn biết mấy phần, cùng xác định hết thảy, lấy thêm hạ thằng nhóc kia không muộn. Ngay tại lúc này, Ô Hân Lan mở miệng nói, ba, như vậy không tốt lắm đâu, Ô Hạng Minh và Diệp Thần đã cùng chúng ta Ô ra không có bất luận quan hệ gì, như vậy cưỡng ép đối phó hai người, có phải hay không có chút quá mức. Ô Khải Nguyên con người bắn về phía Ô Hân Lan, nghiêm túc nói, Hân Lan, người còn nhỏ, có ít thứ còn không biết, người không vì mình trời chu đất diệt, xã hội là hiểm ác. Nếu như hai cái không liên hệ nhau người chết, có thể cứu vãn Ô ra, cũng hoặc là để cho Ô ra mạnh hơn, sự lựa chọn này không cần bất kỳ cân nhắc. Nhưng mà ba, Ô Hạng Minh đã từng là người Ô ra, vậy là chúng ta Ô ra lập được công lao hãn mã. Ô Hân Lan nói. Ô Khải Nguyên một phất ống tay áo, có chút vẻ giận, người nói hết rồi là đã từng. Bây giờ Ô Hạng Minh là chó của người khác, giết thì đã có sao, mạng hắn ở ta trong mắt, không đáng giá một đồng. Ô Thừa, Ô Dũng, còn không đi nhanh. Gia chủ. Ô Hân Lan nhìn hai người thân ảnh đi xa, thở dài một tiếng, không biết nước cờ này Ô gia rốt cuộc có hay không đi đối với. Không biết tại sao, nàng luôn có loại dự cảm bất tường. Tiểu khu Đinh Lan, ba chàng. Ô Hạng Minh đã ở trong phòng nán lại đã mấy ngày. Liền liền ăn cơm cũng là điểm giao hàng, không có ra khỏi một chuyến cửa. Hắn uống đan dược, không ngừng dựa theo Diệp Thần cho hắn tu luyện. Mới đầu phát hiện công pháp này rất là phức tạp, và Ô gia công pháp hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có thể nói, có thể trên thị trường tất cả công pháp cũng không giống nhau. Nhưng là làm hắn tu luyện tới phía sau. Nhưng phát hiện lực lượng bạo tăng không chỉ gấp 3 lần. Hắn chắc chắn đây là bảo bối ở giữa bảo bối. Hơn nữa Diệp Thần đan dược, hắn cảm giác trước mặt mình là một cái khang trang đại đạo. Thời khắc này hắn ngồi xếp bằng, quanh thân có một đạo nhàn nhạt khí lưu, mặc dù rất yếu, nhưng là nhưng xuyên qua toàn thân. Đột nhiên, hắn phát hiện cái gì, chợt mở mắt ra. Bành! Cửa trực tiếp bị đá văng ra. Hai cái người đàn ông trực tiếp xuất hiện ở Ô Hạng Minh trước mặt. Chính là Ô Thừa và Ô Dũng. Ô Hạng Minh đứng lên, con người hiện lên một tia lãnh ý, mắng ta và Ô gia đã không có nửa điểm liên lạc, các người xông vào nhà ta là làm gì? Ô Thừa cười một tiếng, nhìn một cái Ô Hạng Minh, nói đây không phải là thằng nhóc kia nuôi chó sao, như thế dụng công, cái điểm này liền còn đang tu luyện. Rời đi Ô gia, người ngược lại là hăng hái đồ cường mà. Đột nhiên, một mực không nói gì Ô Dũng chú ý tới cái gì, tại chỗ hóa là tàn ảnh, năm ngón tay dương ra, trong tay đã xuất hiện mấy viên thuốc. Chính là Diệp Thần cho Ô Hạng Minh. Ô Dũng tầm mắt rơi vào đan dược trên, trong mắt thay đổi nóng như lửa, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Ô Hạng Minh nói, những đan dược này ngươi từ chỗ nào nơi được. Hắn phát hiện đan dược này không chỉ mùi thuốc đậm đà,
đan văn biểu hiện thời gian cũng là luyện chế không lâu. Cái này Ô Hạng Minh trên mình tất nhiên có thiên đại cơ duyên. Ô Hạng Minh trong lòng lộc bộc một chút, lửa giận cháy, một bước bước ra, chợt cướp đan dược. Đây là Diệp tiên sinh cho hắn, tuyệt đối không thể bị người ngoài đạt được. Ô Dũng nhìn cấp tốc vào tới Ô Hạng Minh, cười lạnh một tiếng, ở Ô gia, ta thực lực liền hơn xa ngươi, ngươi có cái gì tư cách dám cướp ta đổ trên tay, cút. Ô Dũng một quyền đánh ra. Ô Hạng Minh cũng không đoái hoài được cái gì, hắn căn bản không phải Ô Dũng đối thủ, chỉ có thể theo bản năng vận chuyển, một tia chân khí ngưng tụ trong quả đấm. Bành! Một cổ cường đại lực lượng bùng nổ. Mặt đất lại là nứt ra một cái khe hở. Hai người cũng lui về phía sau 5 bước. Ô Hạng Minh sắc mặt vui mừng, kinh hãi nhìn mình quả đấm. Diệp tiên sinh không có lừa gạt hắn. Cái này nhất định chính là thần vật à. Mà Ô Dũng và Ô Thừa thì trợn to hai mắt, giống như pho tượng, ngây ngốc lăng tại chỗ. Mấy ngày ngắn ngủi, Ô Hạng Minh lại mạnh như vậy. Ô Dũng trước nhất kịp phản ứng, nhìn về phía một bên Ô Thừa nói, Ô Hạng Minh trên mình tuyệt đối có bí mật không muốn người biết. Ô Thừa, vừa động thủ một cái, bắt lại tên phản đồ này. Được, Ô Thừa trong mắt cũng là nóng như lửa. Một giây kế tiếp, hai đạo thân ảnh trực tiếp xông ra ngoài. Ô Hạng Minh sắc mặt không đúng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhất thời, quyền ảnh đầy trời, nhà đồ gỗ nội thất toàn bộ bị hủy xấu xa. Ô Hạng Minh mặc dù tu vi lớn tăng, nhưng là đối mặt nhưng là hai vị Ô gia cao thủ. Hắn dần dần thua trận. Bành! Ô Thừa một chưởng vỗ ở Ô Hạng Minh trên ngực. Người sau thân thể trực tiếp đập mặc một mặt vách tường. Ô Hạng Minh vừa định bò dậy. Ô Thừa một đôi chân to đã dậm ở Ô Hạng Minh trên mình. Ô Hạng Minh khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt ảm đạm đến mức tận cùng. Nói, những vật này là ai cho ngươi? Ô Dũng lạnh lùng nói. Hừ, Ô Hạng Minh khạc ra một búng máu, tiệm nhiễm ở trên mặt của hai người. Chút nào bất khuất, Ô Thừa đã sớm không ưa Ô Hạng Minh, trực tiếp một quyền đập vào người sau sắc mặt, Ô Hạng Minh cả khuôn mặt bàng cơ hồ biến hình. Ngươi không phải nguyện ý làm thằng nhóc kia chó sao, ngươi ngược lại để cho thằng nhóc kia tới cứu ngươi à, mụ. Nói mau, những đan dược này tới từ nơi nào? Còn nữa, vậy Diệp thần tiểu xúc sinh bây giờ ở đâu? Ô Hạng Minh lần nữa khạc ra một búng máu, lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Ô Thừa, gằn từng chữ, Diệp tiên sinh, không thể làm nhục. Người bất kỳ cũng không có tư cách hổ thẹn. Đắc tội Diệp tiên sinh. Liền phải chuẩn bị tốt chịu đựng Diệp tiên sinh cơn giận đốt trời. Ô gia tất nhiên hủy diệt. Ô Thừa lại là một cước dậm ở Ô Hạng Minh trên mình, cười nói, còn mẹ hắn cơn giận đốt trời, ta không ngại nói cho ngươi, cái đó Diệp thần mình cũng tự thân khó bảo toàn. Có thể hay không sống qua ngày mai đều là cái ẩn số. Đừng nói nhảm, mau trả lời vấn đề của chúng ta. Ô Hạng Minh quay đầu sang chỗ khác, cố nén đau đớn trên người. Chân mày đều không nhíu một cái. Để cho hắn bán đứng Diệp thần, tuyệt không thể nào. Con mẹ nó, trang ngạo cốt, ta con mẹ nó để cho ngươi ngạo. Ô Thừa chợt một cước đá ra, kinh khí từng cơn. Trực tiếp nện ở Ô Hạng Minh thắt lưng. Rắc rắc, một tiếng, xương trực tiếp chặn. Sau đó, Ô Thừa lại một chân dậm ở Ô Hạng Minh trên mặt, lạnh lùng nói, ta chặn trên mình ngươi trọng yếu nhất xương. Người đời này liền mẹ hắn là phế nhân một cái, ta đây là muốn xem, người khẩu khẩu thanh thanh Diệp tiên sinh, có chịu hay không cứu người điều này phế chó. Mang đi. Ô Hạng Minh trực tiếp bị hai người vô tình kéo đi. Nhưng là bọn họ hoàn toàn không biết, Ô Hạng Minh mới vừa rồi cố nén đau đớn trên người, run rẩy bắt tay chỉ, trên đất để lại một cái ô chữ. Cái này ô chữ, lạnh như băng. Hiện lên vô tận tử ý. Ngày thứ hai, tỉnh Chiết Giang, khu biệt thự Minh Thúy. Diệp thần mở mắt ra, thở ra một ngụm chọc khí, cả đêm tu luyện để cho hắn tu vi tăng tiến không thiếu. Mặc dù khoảng cách khí động cảnh tầng thứ tư còn có chút khoảng cách, nhưng là có luân hồi mộ địa nghịch thiên linh khí, hơn nữa đan dược, tốc độ hiển nhiên sẽ mau hơn không thiếu. Thậm chí vượt xa ở Côn Lôn hư tốc độ tu luyện. Diệp thần sau khi rời giường, phát hiện Tôn Di và Hạ Nhược Tuyết sớm rời đi, hẳn là xử lý tỉnh Chiết Giang tập đoàn thiên chính sự vật. Tối ngày hôm qua hai người đạt thành nhận thức chung, bởi vì Tôn Di lần đầu tiên tới tỉnh Chiết Giang,
Hạ Nhược Tuyết liền dẫn xử lý một ít chuyện buôn bán. Dẫu sao bàn về kinh tế và buôn bán, tỉnh Chiết Giang không có ai có thể cùng Hạ gia ngồi ngang hàng. Diệp Thần ăn xong Tôn Di chuẩn bị xong điểm tâm, gọi điện thoại cho Ứng Kình, hỏi một chút Trung Vĩ Sơn sự việc, hắn vốn lấy là lấy long hồn thực lực, hẳn có thể đem Trung Vĩ Sơn thả ra, lại không nghĩ rằng sự việc có chút khó giải quyết. Dẫu sao ban đầu Trung Vĩ Sơn lạm dụng chức quyền, thân phận lại có chút đặc thù, cho dù long hồn và phía trên ngành đối tiếp, cũng chỉ có thể lớn nhất hạn độ rút ngắn nhốt thời hạn, Trung Vĩ Sơn thời gian ngắn muốn đi ra căn bản không có thể. Quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy. Cũng may, Ứng Kình chuẩn bị bê phương án, trực tiếp phái long hồn một ít kỹ thuật viên tiến vào số một ngục giam, ngày hôm nay hẳn có thể mô phỏng ra người đàn ông kia mô phỏng hình ảnh. Diệp Thần đối Ứng Kình làm việc vẫn tương đối yên tâm. Sau đó, Diệp Thần nghĩ tới điều gì, gọi điện thoại cho Diệp Lăng Thiên, hỏi Diệp Lăng Thiên tu luyện độ tiến triển như thế nào. Trong điện thoại Diệp Lăng Thiên một mặt kích động, vậy ba bản công pháp và võ, tựa như để cho hắn phát hiện tân đại lục, mặc dù muốn vứt bỏ trước kia tất cả hệ thống tu luyện, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, bỏ mặc lực lượng và tốc độ đều được chất tăng lên. Sau đó Diệp Lăng Thiên lại nói một ít tỉnh Chiết Giang gần đây thế cục, trên đường chính cơ hồ đều là đường ngạo tai mắt, toàn bộ tỉnh Chiết Giang hỗn loạn vạn phần, ngắn ngủi một đêm, đã biến mất 36 vị chàng trai, những người này bỏ mặc tuổi tác vẫn là vóc người cũng lớn thể giống nhau, có thể gặp đường ngạo lần này là quyết định bắt được hung thủ. Diệp Lăng Thiên để cho Diệp Thần mấy ngày nay chú ý một ít, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không nên đi ra ngoài. Cúp Diệp Lăng Thiên điện thoại. Diệp Thần lại gọi cho Ô Hạng Minh, cũng muốn hỏi một chút tu luyện độ tiến triển như thế nào, nhưng phát hiện liên tiếp đánh ba điện thoại, cũng biểu hiện trạng thái tắt máy. Diệp Thần nhíu mày một cái, hắn để cho Ô Hạng Minh ở khu biệt thự Minh Thúy mướn nhà, vừa tu luyện một bên đợi lệnh, theo lý tới nói đối phương điện thoại hẳn 24 giờ mở máy, hơn nữa điện thoại di động để ở bên người mới đúng. Dưới mắt làm sao không nhận hắn điện thoại? Diệp Thần cũng không nghĩ nhiều. Phỏng đoán đối phương chánh sử đang tu luyện đột phá trạng thái. Lại qua 2 tiếng, Diệp Thần lại gọi cho Ô Hạng Minh một lần, vẫn tắt máy. Diệp Thần cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn đóng chặt tròng mắt, trong óc, lơ lửng 2 giọt đặc thù máu tươi. Tinh này máu theo thứ tự là Mã Vĩ Kỳ và Ô Hạng Minh. Mà Ô Hạng Minh giọt kia máu tươi yếu hóa mấy phần, rất hiển nhiên, xảy ra chuyện. Diệp Thần hơi biến sắc mặt. Cầm lên một kiện bên ngoài bộ liền hướng tiểu khu Đinh Lan đi. 2 nơi khoảng cách rất gần, Diệp Thần đi bộ 1 phút đã đến. Cửa thang máy mở ra nháy mắt, Diệp Thần liền cảm thấy không đúng. Tiểu khu Đinh Lan là 1 thang 1 hộ, cho nên thang máy mở ra, đối diện chính là Ô Hạng Minh chỗ ở. Giờ phút này, Ô Hạng Minh vậy cánh cửa đã bị đánh mở, bên trong một mảnh hỗn độn. Diệp Thần đi vào, con người cực kỳ ngưng trọng. Tường thể gãy lìa, bàn vỡ vụn, mặt đất cũng có một cái nhỏ kẽ hở. Trên mặt đất vô số vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Rất hiển nhiên, nơi này bùng nổ qua một cuộc chiến đấu, hơn nữa hơi thở không kém. Ô Hạng Minh hẳn bị người đả thương mang đi. Mấu chốt cái này thời gian điểm, ai muốn mang đi Ô Hạng Minh? Chẳng lẽ là Tần gia? Diệp Thần để cho Diệp Lăng Thiên một mực lưu ý Tần gia. Tần gia trước mắt mà nói vẫn còn ở núi Côn Lôn, chưa có trở về tỉnh Chiết Giang dấu hiệu. Nam Tần Sơn Trang cũng không khả năng có người sẽ đối phó Ô Hạng Minh. Đột nhiên, Diệp Thần con người có giúp một cái, hắn ngồi chồm hổm xuống, trên mặt đất có một cái mang máu, ô, chữ. Kiểu chữ mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, nhưng là Diệp Thần có thể chắc chắn đây là Ô Hạng Minh lưu lại. Hơn nữa còn là ở vô cùng tuyệt vọng và thống khổ thời điểm, lưu lại. Ô gia, Diệp Thần con người hiện lên lau một cái lạnh ý. Ban đầu xem ở Ô Hạng Minh mặt mũi, hắn không có đối với chi tiền Ô gia. Không nghĩ tới Ô Hạng Minh bị trục xuất Ô gia sau đó, đám người kia lại còn không định bỏ qua cho Ô Hạng Minh. Đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Huống chi Ô Hạng Minh căn bản không phải Diệp Thần chó, mà là thủ hạ hắn. Xem ra, Ô gia cũng không có cần thiết tồn tại. Tỉnh Chiết Giang, Ô gia. Ô Hạng Minh giống như một tên phế nhân vậy nằm trên đất, khóe miệng không ngừng khạc máu tươi, yếu ớt đến mức tận cùng. Ô Khải Nguyên phức tạp nhìn một cái Ô Hạng Minh,
thở dài một tiếng. Mặc dù người này là phản đồ, nhưng là giàu gì đã từng cũng là người Ô gia. Không nghĩ tới lại bị Ô Thừa và Ô Dũng đánh thành như vậy, thủ đoạn vậy tàn nhẫn đi. Ô Khải Nguyên ánh mắt nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói, ta chỉ nói đem người này mang đến, các người tại sao ra tay nặng như vậy? Ô Thừa lúng túng cười một tiếng, cái này Ô Hạng Minh bây giờ chẳng qua là một con chó mà thôi, chó chết sống chó có cái gì khác biệt. Mấu chốt con chó này một chút cũng không phối hợp, không chỉ không nói tiểu súc sinh kia vị trí, liền. Đột nhiên, Ô Thừa nghĩ tới điều gì, nhìn một cái Ô Dũng, nói, mau đem vật kia lấy ra. Ô Dũng kịp phản ứng, vội vàng từ trong túi cầm ra mấy viên thuốc. Đan dược vừa ra, Ô Khải Nguyên sắc mặt thay đổi. Hắn chợt đưa tay ra, đoạt lấy Ô Dũng trên người đan dược, nhìn phía trên đan văn, kích động nói, cái này. Đan dược này lại có thể như vậy tươi. Hắn không để ý tới cái gì, trực tiếp uống một viên, một giây kế tiếp, một cổ mùi thuốc nồng nặc ở trong thân thể lan ra. Ô Khải Nguyên cả người đắm chìm vào trình độ cao nhất. Tốt, tốt, tốt. Ô Khải Nguyên nói liên tục ba tốt, chợt mở mắt ra, bắt được Ô Dũng tay, hỏi, viên thuốc này lại so Ô gia tổ tiên lưu lại hiếm thế đan dược còn kinh khủng hơn, rốt cuộc. Rốt cuộc là thế nào có được? Một khi Ô gia nắm giữ thuốc này nguồn, tuyệt đối có thể thành là tỉnh Chiết Giang thứ nhất võ đạo gia tộc. Đến lúc đó Đường Ngạo và Tần gia lại coi là cái gì? Hắn hô hấp cũng có chút gấp rút. Thời khắc này hắn thậm chí một chút cũng không quan tâm Diệp Thần sự việc, đối với hắn mà nói, đan dược này mới là lớn nhất giá trị chỗ. Nói mau, đan dược này, ngươi là từ đâu tới? Ô Khải Nguyên nóng bỏng con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Ô Dũng. Ô Dũng và Ô Thừa nhìn nhau, tầm mắt rơi ở trên mặt đất Ô Hạng Minh trên mình. Gia chủ, đan dược này là chúng ta từ trên người hắn cầm tới. Lúc ấy chúng ta chính là khẩn cấp muốn biết đan dược nguồn, mới đem tên này đánh thành như vậy. Nhưng là tên này quá kín miệng, cái gì cũng không nguyện ý nói. Ô Khải Nguyên sâu đậm nhìn một cái trên đất Ô Hạng Minh, ngồi chồm hổm xuống, quơ quơ đan dược trong tay, nghiêm túc nói, Ô Hạng Minh, đan dược này là nơi nào được tới? Nếu như ngươi nói cho ta, ta bây giờ liền mang ngươi đi bệnh viện, nói không chừng, ngươi thân thể còn có cứu. Ô Hạng Minh một chữ không ói, như cũ kiên quyết. Ô Dũng nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói, gia chủ, ta ngày hôm qua còn phát hiện một chuyện, mấy ngày không gặp, Ô Hạng Minh thực lực mạnh rất nhiều, ta hoài nghi trên người hắn tuyệt đối có thiên đại cơ duyên. Ô Khải Nguyên gật đầu một cái, tiếp tục đối với Ô Hạng Minh nói, chỉ cần ngươi nói cho ta trên mình ngươi cơ duyên rốt cuộc từ đâu tới, ta bảo đảm, Ô gia không chỉ sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ngươi, còn nguyện ý để cho ngươi trở lại Ô gia, như thế nào? Ô Hạng Minh đột nhiên cười lên, khóe miệng không ngừng có máu tươi rỉ ra, hắn con ngươi lộ ra kiên quyết, Ô Khải Nguyên, có ít thứ ngươi không có tư cách rình rập, nếu không Ô gia lúc nào hủy ở trên tay ngươi vậy nói không chừng. Đã từng Ô gia là tỉnh Chiết Giang đệ nhất gia tộc, bây giờ lần này ruộng đất, tất cả đều bởi vì ngươi tầm mắt nhỏ mọn. Ô Khải Nguyên trên mặt có chút vẻ giận, mới vừa muốn động thủ, một thiếu nữ đi ra. Ba, các người đang làm gì? Ô Hân Lan đi vào, khi thấy Ô Hạng Minh như vậy, sắc mặt đại biến. Cái này cũng mau hành hạ người chết. Nàng mặc dù biết võ đạo một đường, người chết ở khó tránh khỏi, nhưng là nàng không hy vọng mình phụ thân như vậy sống hành hạ người khác à. Mấu chốt hành hạ đối tượng vẫn là Ô Hạng Minh. Ô Hạng Minh đã từng là nàng cùng võ, lòng dạ thản nhiên. Nàng từ nhỏ cũng rất bội phục thậm chí kính ngưỡng. Bây giờ bị phụ thân hành hạ đến mảnh đất này bước, nàng thật không nhìn nổi. Ba, người tại sao biến thành như bây giờ? Nói xong, Ô Hân Lan liền chuẩn bị đánh 120, nhưng là điện thoại còn không có móc ra, nàng điện thoại di động liền biến mất. Sau đó càng bị Ô Khải Nguyên trực tiếp bóp vỡ. Trong mắt hắn nhìn về phía Ô Hân Lan, nghiêm túc nói, ta làm như vậy cũng là vì Ô gia. Hân Lan, ngươi nếu như còn dám nhúng tay, lập tức giam tu luyện. Ô Hân Lan mặt liền biến sắc, muốn nói lại thôi, nàng chỉ có thể lấy ra khăn tay cho Ô Hạng Minh lau mép một cái máu tươi. Ô Hạng Minh nhìn một cái thiếu nữ trước mặt, gật đầu một cái, rất là phức tạp. Ô Khải Nguyên tiếp tục chất vấn, Ô Hạng Minh, ta khuyên ngươi vẫn là nói ra thuốc này lai lịch.
Viên thuốc này luyện chế thời gian không siêu qua một cái nguyệt, ngươi tất nhiên biết đan dược sư tung tích. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi muốn cái gì, chúng ta Ô gia cũng biết thỏa mãn. Hừ, Ô Hạng Minh khạc ra một búng máu, lạnh lùng nói, Ô Khải Nguyên, ngươi đừng hòng. Ô Khải Nguyên xoa xoa trên mặt máu tươi, con ngươi lạnh như băng, mới vừa muốn nói chuyện, hắn điện thoại di động reo, là một cái tin nhắn ngắn. Hắn nhìn một cái tin nhắn ngắn, diễn cảm đổi được âm trầm, đưa tay ra vỗ một cái Ô Hạng Minh cơ hồ mặt nhăn nhó, Ô Hạng Minh à Ô Hạng Minh, không biết ngươi có nghe hay không qua biệt thự Minh Thúy mấy chữ này đâu. Ô Hạng Minh nghe được biệt thự Minh Thúy, mặt liền biến sắc. Không nghĩ tới Diệp tiên sinh địa chỉ vẫn bị tra được. Đáng chết. Hắn con người gắt gao nhìn chằm chằm Ô Khải Nguyên, gầm hét lên, Ô Hạng Minh, người căn bản không biết ngươi chọc là kinh khủng giường nào tồn tại. Diệp tiên sinh muốn diệt Ô gia, chẳng qua là một cái tay sự việc. Diệt ta Ô gia một cái tay. Ha ha. Ô Khải Nguyên cười. Ô Thừa, Ô Dũng cùng với Ô gia cao thủ còn lại cũng cười. Ô gia mặc dù sa sút, nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa. Tần gia và Đường Ngạo muốn dễ dàng tiêu diệt Ô gia, cũng không khả năng. Chớ nói chi là một cái thằng nhóc chưa dứt sữa. Ô Khải Nguyên đứng lên, nhìn về phía mấy người, lạnh lùng nói, Ô Đình, Ô Dũng, Ô Thừa, Ô Hạng Minh nếu không chịu nói, các người đi ngay biệt thự Minh Thúy đem tiểu súc sinh kia chộp tới. Ta ngược lại là phải xem, chó chủ nhân xảy ra chuyện, con chó này có thể hay không vì hộ chủ nói ra một ít chuyện tình. Gia chủ. Ô Hân Lan nhìn một cái phụ thân mặt dữ tợn bàng, chẳng biết tại sao, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Cái đó Diệp thần tổng cho nàng một loại cực kỳ nguy hiểm ảo giác. Mặc dù đối phương trẻ tuổi, nhưng là loại cảm giác này quá nồng nặc. Ô gia ba vị cao thủ mới vừa dự định rời đi, ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn chấn động toàn bộ Ô gia. Bành! Chỉ gặp Ô gia cửa trực tiếp vặn vẹo biến hình, thậm chí cường đại quán tính, để cho cửa bay đến phòng khách. Hung hãn đập trên đất. Chặn lại vậy ba người đường đi. Không chỉ như vậy, hai món tràn đầy máu tươi thân thể, trực tiếp ném vào. Chính là Ô gia ngoài cửa hai vị cao thủ. Mấu chốt hai vị cao thủ này, ngực cơ hồ bị đập mặc. Vô cùng kinh người. Thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Lại có người dám ở Ô gia gây chuyện. Rất nhanh, một người thanh niên bóng người xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Chàng trai lạnh lùng hờ hững, một đầu nhỏ vụn tung bay tóc đen tán loạn không kiềm chế được, trong mắt lóe vực sâu vậy lạnh như băng. Lỗ mũi cao ngất, môi tựa như mỏng như mảnh. Hắn chỉ như vậy lãnh ngạo đứng, hai tay chắp sau lưng, quanh thân phảng phất có một đạo nhàn nhạt sát khí bọc. Một cổ vô hình khí thế tựa như để cho tất cả Ô gia người cảm giác được không cách nào hô hấp. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần ánh mắt gắt gao rơi ở trên mặt đất giống như phế nhân Ô Hạng Minh trên mình. Một cổ tức giận cuốn lên, thẳng xông lên toàn thân. Hắn bước ra một bước, mặt đất lại truyền đến nhẹ nhàng vẻ run rẩy. Hắn vậy giống như lạnh vô cùng chi nước đá trong mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, ai làm? Đứng ra! Hắn bóng người tràn vào mênh mông trên 9 tầng trời truyền tới, mang cao nhất uy áp. Không cho phép nghi ngờ. Không cho phép phản bác. Ô gia không có người nào nói chuyện, hoàn toàn bị Diệp Thần khí thế trấn trụ. Diệp Thần lại là bước ra một bước. Mặt đất xuất hiện một đạo dấu chân thật sâu. Ai làm, đứng ra. Lần thứ hai. Thời khắc này Diệp Thần cường thế đến cực đoan. Tất cả Ô gia người cũng phải chịu đựng hắn Diệp Thần ngút trời tức giận. Ô Khải Nguyên kịp phản ứng, lão mặt đỏ lên. Hắn đường đường gia chủ Ô gia lại có thể bị một tên tiểu tử thúi hù dọa ở. Hắn nhìn một cái Diệp Thần, lạnh lùng nói, thằng nhóc thúi, ta vừa định phái người đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đưa mình tới cửa. Đường Ngạo con Đường Nguyên Hiên có phải hay không ngươi giết? Diệp Thần ngẩng đầu lên, vậy như ưng giống vậy con ngươi bắn đi ra ngoài, lại bước ra một bước. Là ta giết, như thế nào? Nghe được câu này, tại chỗ mười mấy người yên lặng như tờ. Diệp Thần thanh âm ở bọn họ đáy lòng không ngừng chấn động, tung lên một hồi lại một trận sóng lớn. Bọn họ không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền thừa nhận. Thằng nhóc này điên rồi sao? Coi như thật là hắn giết,
hắn có cái gì tư cách như vậy không chút kiêng kỵ. Hắn đắc tội nhưng mà đường ngạo à. Ô Khải Nguyên cười lạnh một tiếng, nếu chính ngươi thừa nhận, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Diệp Thần căn bản không có để ý tới Ô Khải Nguyên, mà là lại bước ra một bước. Bước này, trước mặt hắn mặt đất lại sinh ra một đạo to lớn kẽ hở. Giống như cho Ô gia rạch ra một đạo giới hạn. Một mặt Ô gia, một mặt địa ngục. Ta nói một lần chót, ai làm? Đứng ra. Lần thứ ba. Khí thế ngút trời. Bao trùm vạn vật. Ô Thừa bị loại không khí này đè không thở nổi, trực tiếp đứng ra, mắng, chính là lão tử làm. Người mẹ hắn có thể cầm lão tử làm thế nào? Diệp Thần hung lệ ánh mắt rơi vào Ô Thừa trên mình, nói, được. Nếu ngươi đứng ra, đó là ngươi phế mình, vẫn là ta Diệp Thần tới ra tay. Ta phế ngươi, ngươi không cho phép đánh lại, ngươi như đánh lại, ta liền hạ nặng tay, ngươi như hạ nặng tay, ta liền hạ tử thủ, ngươi như hạ tử thủ, ta liền diệt ngươi Ô gia. Uy hiếp trắng trợn. Ai có thể nghĩ tới, một người thanh niên một người một ngựa tiến vào Ô gia. Còn dám uy hiếp diệt tộc. Ô gia nhưng mà tỉnh Chiết Giang cao cấp võ đạo một trong những gia tộc à. Thật là cuồng ngông hết sức. Ô Thừa thời khắc này cảm giác giống như một cái bàn tay giữ lại hắn cổ họng, cực kỳ khó chịu. Chết rác rưởi, người mẹ hắn đi chết đi. Ô Thừa hướng Diệp Thần vào tới, giống như một đầu nổi giận sư tử. Hắn quanh thân tựa như mang gió bão, kinh khí để cho chung quanh thật nhỏ đá vụn cũng bay. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua đối phương, nói, nếu ngươi đánh lại, vậy ta liền nặng tay. Đồng thời, Diệp Thần vung đánh một quyền. Một quyền này không có chút nào hư chiêu. Tại chân khí dưới sự vận chuyển, đạt tới lực 5 tấn. Tay hắn cánh tay lại là cuốn lên từng cơn khí lưu và sát khí, vô cùng kinh người. Ô Thừa ánh mắt run lên, một quyền dưới, hắn lại cảm thấy một tia lạnh như băng cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này giống như rắn độc phệ cắn hắn thân thể vậy. Hắn theo bản năng muốn tránh tránh, cũng đã không còn kịp rồi. Hai quyền đụng vào nhau. Một cổ rễ như bỡn lực ầm ầm bùng nổ. Oanh! Mặc dù không có xương gãy lìa thanh âm. Có thể quỷ dị hơn chuyện xảy ra. Ô Thừa cánh tay phải lại nổ bể ra. Hóa là một đạo xương máu. Máu tươi tiệm nhiễm ở Ô Thừa trên mặt. Ô Thừa gương mặt dữ tợn, kêu lên, cường đại đau đớn thậm chí để cho hắn muốn nổi điên. Nhưng là thống khổ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần quả đấm không có chút nào dừng lại. Kết kết thật thật đập vào Ô Thừa trên mình. Ô Thừa ngực ngay tức thì xuất hiện thanh âm gãy xương. Diệp Thần đổi quyền là trưởng, chợt vỗ xuống. Bành! Ô Thừa thân thể nặng nề nện xuống đất. Bụi đất văng lên. À, Ô Thừa cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp kêu, trong miệng còn không ngừng khạc máu tươi. Diệp Thần nhìn lướt qua Ô Hạng Minh vết thương, con người lạnh lẽo, chân to trực tiếp dẫm ở Ô Thừa giữa eo. Ăn miếng trả miếng. Ken két ca, lại là xương gãy lìa, thậm chí có chút xương đã cắm vào Ô Thừa chỗ hiểm. Giờ khắc này, Ô Thừa trong mắt chỉ có sợ hãi. Ác ma, người điên, hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Cách đó không xa Ô Dũng và Ô Đình rốt cuộc kịp phản ứng, hướng Diệp Thần cướp tới, thằng nhóc, tự tìm cái chết. Ta Ô gia người lại cũng dám động. Diệp Thần không để ý đến hai người kia, nhìn Ô Thừa. Thanh âm u lãnh vang lên, ta còn nói qua, ngươi như hạ nặng tay, ta liền hạ tử thủ. Ai cũng không cứu được ngươi. Diệp Thần dưới chân cuốn lên dòng giã kinh khí, trực tiếp một cước đạp. Xuyên thủng Ô Thừa ngực. Ô Thừa trong mắt trợn to, ngay tức thì không có sức sống. Cấp tốc cướp được Ô Dũng và Ô Đình thấy một màn này, sắc mặt đại biến, ai có thể nghĩ tới Diệp Thần không chỉ dám xông Ô ra. Còn dám làm Ô gia nhiều người như vậy mặt giết người. Không muốn sống sao? Nếu ngươi muốn chết, chúng ta Ô gia tác thành ngươi. Trong tay hai người lại là xuất hiện một cái đoạn đao, trực tiếp hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, Thương Long Huyễn Thân Quyết di động. Ô Đình và Ô Dũng một đao ngay tức thì chém vào tàn ảnh trên. Sắc mặt hai người hơi chậm lại. Căn bản không nghĩ tới Diệp Thần tốc độ lại nhanh như vậy, như quỷ mị vậy. Ngay tại hai người tìm Diệp Thần bóng người nháy mắt, một đạo sức lực gió cuốn tới. Một cái tay trực tiếp giữ lại Ô Đình cổ tay.
Rắc rắc, một tiếng, cổ tay gãy, đoạn đao trực tiếp rơi xuống, bị Diệp Thần một cái tay khác tiếp nhận. Diệp Thần cầm cán đao, đoạn đao chân khí lượn lờ. Sát ý bùng nổ, một đạo chết độ cong xé không khí, trực tiếp vạch qua Ô Đình trên cổ. Một giây kế tiếp, máu tươi phun ra, Ô Đình thân thể thẳng tắp té xuống. Ô Dũng hoàn toàn không nghĩ tới, Ô Đình lại có thể liền một chiêu vậy không nhịn được, hắn con người hiện lên kinh hoàng, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể ngưng tụ tất cả lực lượng hướng Diệp Thần chém tới. Nhưng là, dị biến nổi lên. Trước mặt hắn không khí tựa như đột nhiên ngưng tụ, hình thành chặn một cái bức tường khí. Bỏ mặc như thế nào, hắn đao căn bản phách không đi xuống. Hắn con người trợn tròn, cơ hồ tuyệt vọng. Chân khí ngưng tường. Người tu luyện, người lại là người tu luyện. Diệp Thần tự nhiên sẽ không cho đối phương nói chuyện quyền lực, trong tay đoạn đao bắn đi ra ngoài, xuyên phá không khí. Cường đại đợt khí cùng đoạn đao như nhau hướng Ô Dũng đi. Ô Dũng thân thể đụng bay. Đinh, một tiếng. Đi đôi với nhập thịt thanh âm, rõ ràng có thể gặp. Ô Thừa thân thể lại bị gắt gao đóng vào một mặt vách tường trên. Mấu chốt đoạn đao còn không có nhập tường thể 78 cm. Đây chính là kết kết thật thật vách tường à. Giống như chết nghệ thuật. Giờ khắc này, toàn bộ Ô gia yên lặng. Tất cả mọi người con ngươi đều có vẻ kinh hoàng cuồng chiến. Thậm chí có chút tu vi và cái này ba người không sai biệt lắm cao thủ, thân thể cũng run rẩy. Sau lưng mồ hôi đầy bố trí, đã sớm ướt đẫm. Từ Ô Thừa động thủ, đến Ô Đình và Ô Dũng lần lượt chết. Liền 10 giây thời gian cũng chưa tới à. Ba vị Ô gia nhất lưu cao thủ lại bị dễ như trở bàn tay chém chết. Mấu chốt chết tướng mạo thê thảm không nỡ nhìn à. Đùa gì thế? Liền liền gia chủ Ô gia Ô Hạng Minh cũng không khả năng làm như vậy ung dung à. Một cổ lạnh như băng chết cảm giác leo lên tất cả mọi người trong lòng. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần giống như thấy được ma quỷ vậy. Diệp Thần nhìn lướt qua mọi người. Từng bước hướng trên đất Ô Hạng Minh đi tới. Nguyên bản ở Ô Hạng Minh chung quanh mấy cái Ô gia cường giả, ngay tức thì tản ra. Thậm chí liền gia chủ Ô gia Ô Khải Nguyên cũng là lui về phía sau hai bước. Diệp Thần nhìn một cái Ô Hạng Minh, phát hiện đối phương bị thương rất nặng, thậm chí đã là một tên phế nhân. Hắn chế trụ nội tâm tức giận, lấy ra một viên đan dược, đút tới Ô Hạng Minh trong miệng. Ô Khải Nguyên và Ô gia đông đảo cao thủ thấy một màn này, mới hoàn toàn bừng tỉnh. Đan dược nguyên lai là tiểu tử này, Ô Hạng Minh sau lưng hết thảy bí mật đều cùng người này có liên quan. Nhưng là cho dù biết thì như thế nào, bọn họ dám động thủ sao? Căn bản không dám. Đan dược vào miệng, Ô Hạng Minh cuối cùng dễ chịu mấy phần. Diệp tiên sinh, thuộc hạ bất lực. Ô Hạng Minh thanh âm run rẩy, khá là xấu hổ. Ngươi mới tu luyện, nếu như lại cho ngươi một tháng thời gian, những người này cũng không nhúc nhích được ngươi. Bởi vì trọng yếu xương cũng gãy lìa, Diệp Thần không cách nào đem đối phương đỡ dậy, liền đứng lên, vậy sắc bén trong mắt bắn về phía Ô Khải Nguyên. Đầu sỏ chỗ, Ô Khải Nguyên, còn không quỳ xuống, lãnh cái chết, một đạo dày tiếng vang khắp toàn bộ Ô gia. Thanh âm này giống như sấm, ở Ô gia mọi người trong lòng nổ bể ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.